Đây là những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới mà bạn không nên bao giờ bơi. Lake Karachay, hồ Karachay ở Nga là cái hồ ô nhiễm nhất trên thế giới. Hồi xưa Liên Xô Nga dùng đây làm bãi rác phóng xạ nên ở đây rất là ô nhiễm, đầy chất phóng xạ. Bạn chỉ cần đứng ở hồ này khoảng 1 tiếng thôi là đi gặp ông bà. Tiếp theo là The Ganges River, sông Hằng ở Ấn Độ, một trong những dòng sông ô nhiễm nhất thế giới. Rác ở đây nhìn còn ớn hơn kênh Nhiêu Lộc ở Hồ Chí Minh hồi xưa nữa mọi người. Vì dòng sông này liên quan tới tôn giáo nên là mỗi năm có 40.000 cơ thể được hỏa thiêu và rắc cho ở đây. Nên là bạn không những bơi trong rác mà còn bơi trong cho người nữa đó. Tiếp theo là The Boiling Lake, hồ nước sôi ở Dominica. Thoạt đầu bạn nhìn vô cái hồ này có thể nghĩ rằng đây là một cái hồ nước ấm, xuống tắm cũng được, nhưng mà đừng có xuống nha, vì cái hồ nó sẽ trụng bạn chính luôn đó. Nhiệt độ của hồ trung bình gần 100 độ C vì dưới hồ là một dòng dung nham chảy 24/7. The Nile River, sông Nin ở Ai Cập. Dòng sông này nhìn cũng sạch, cũng có thể tắm được đúng không mọi người? Nhưng mà dòng sông này đầy một đống những con này nè, rồi bạn dám bơi không? Đây là những căn bệnh biến con người thành siêu nhân. Đầu tiên là hyperthermia, hội chứng trí nhớ siêu phàm. Khi bạn bị hội chứng này thì bạn sẽ không bao giờ quên được, nhớ lại tất cả các khoảnh khắc đã xảy ra trong cuộc đời mình. Bạn có thể nhớ chi tiết rằng mình ăn tối những món gì, gặp những ai trong vòng 20 năm trước. Trên thế giới hiện chỉ có 60 người bị mắc hội chứng này. Inborn analgesia, căn bệnh làm cho bạn mất cảm giác đau. Đây đúng là một căn bệnh siêu nhân biến cơ thể bạn thành mình đồng da thép, vì ai làm gì cơ thể bạn, bạn cũng sẽ không có cảm giác đau. Hiện chỉ có 20 người được xác nhận là bị căn bệnh này trong cộng đồng khoa học thế giới. Savant syndrome, hội chứng Savant làm cho bạn cực kỳ giỏi âm nhạc, hội họa, toán học. Một người bị hội chứng Savant có thể bay ngang qua thành phố Hồ Chí Minh một lần thôi, nhưng mà họ sẽ có thể vẽ được một cái bản đồ chi tiết về thành phố luôn. Và cuối cùng là Urbaquite disease, hội chứng vô cảm, hoặc nói dân gian là không biết sợ là gì. Các nhà khoa học thí nghiệm những người bị hội chứng này bằng cách cho họ cầm những con rắn hoặc nhện độc, xem những bộ phim kinh dị nhất trên thế giới và ngủ trong những ngôi nhà bị ma ám, nhưng mà họ không sợ là không sợ. Đây là những căn bệnh hiếm nhất trên thế giới mà con người mắc phải. Người đàn ông này tên là Javier Contreras và từ nhỏ anh bị mắc một chứng bệnh làm cho đầu của mình to hơn và cái giọng của anh rất là trầm, trầm tới âm tỳ địa ngục luôn. Bây giờ mọi người hãy thử nghe giọng của anh nha. Tiếp theo là Dean Clifford với chứng bệnh epidermolysis bullosa, làm da của anh rất là dễ bị tổn thương, đụng một cái nhẹ cũng rách. Đây là cụ già Lan Xiao Chen ở Trung Quốc với một chứng bệnh kỳ lạ làm cho đầu của cụ màu một khối u như một cái sừng. Người phụ nữ này tên là Jill Price và bà mắc một hội chứng làm cho cả cộng đồng khoa học thắc mắc không biết đây là bệnh hay là một tài năng nữa. Bà có thể nhớ được tất cả các khoảnh khắc trong cuộc đời của mình, như là một bữa sáng bà ăn vào 20 năm trước chẳng hạn. Cuối cùng là một người đàn ông xấu số người Ý tên Silvano với hội chứng Fatal Familial Insomnia, làm ông vĩnh viễn không ngủ được. 4 tháng sau khi nhập viện do hội chứng này thì ông qua đời do thiếu ngủ. Đây là những bức hình bí ẩn, tới bây giờ vẫn chưa có lời giải thích. The Babushka Lady, tạm dịch là bà ngoại Nga, là chủ bức hình của một người phụ nữ lớn tuổi tham gia lễ diễu hành của Tổng thống Mỹ JFK trước khi ông bị ám sát. Bà được phát hiện đứng tham quan và chụp hình buổi lễ diễu hành này rất là bình tĩnh và vui vẻ. Kể cả khi sau khi Tổng thống bị ám sát và người ta chạy để tìm chỗ núp thì bà vẫn bình tĩnh đứng đó vui vẻ chụp hình. FBI cố gắng tìm ra danh tính của bà nhưng mà tới giờ vẫn chưa tìm được. The Hook Island Sea Monster, quái vật đảo Hook. Vào năm 1965, một cặp đôi đang chèo thuyền thì chụp được bức hình của một con quái vật màu đen. Họ nói rằng chưa bao giờ thấy một con vật nào kỳ quái như vậy, nhìn như một con nồng nọc khổng lồ. Nó tiến tới họ, mở mồm ra rồi lặn xuống nước biến mất luôn. Tới bây giờ họ vẫn không tìm được con quái vật này nữa. The Falling Body, cơ thể bị rớt. Vào năm 1964, gia đình Cooper chụp bức hình này sau khi dọn vào một căn nhà cũ. Và đây là cái họ thấy được sau khi rửa bức hình. Hai người phụ nữ này đinh ninh rằng lúc đó không có ai khác ngoài họ và hai đứa bé. SS Watertown Ghosts, con ma tàu Watertown. Vào năm 1924, hai thủy thủ trên tàu SS Watertown bị tai nạn và qua đời ngay trên biển. Và những ngày tiếp theo thì các thủy thủ khác thấy hai khuôn mặt của họ trên tàu và quyết định chụp hình lại. Đây là những hình phạt nặng nhất cho những tội, nhẹ nhất. Người đàn ông trong hình là Robert Restaino, một vị thẩm phán ở Mỹ. Một hôm nào ông đang làm việc trong tòa thì có một tiếng chuông điện thoại reo lên. Ông mới nói rằng điện thoại đứa nào đó bước ra khai, nếu không khai thì tất cả các người trong tòa hôm đó sẽ phải đi tù một tuần. Tiếp theo là một cậu bé thích xì hơi ở bang Florida, Mỹ. Cậu bé này rất là thích xì hơi trong lớp để làm những bạn học sinh khác mất tập trung. Cô giáo bực mình quá, thế là quyết định gọi cảnh sát. Thế là cậu ta bị bắt và phải đi trại cải tạo dành cho trẻ vị thành niên vì tội xì hơi gây sao nhãng. Và đây là Jerry Williams, người đàn ông nhỏ nhất của năm. Ở nơi ông sống có bộ luật phạm tội 3 lần, thì khi mà một người nào đó phạm tội lần thứ 3 sẽ phải đi tù từ 20 năm cho tới chung thân, bất kể tội đó nhẹ hay nặng. Ông đã từng bị bắt 2 lần vì tội ăn trộm. Và người quen đường cũ, lần thứ 3 ông bị bắt vì tội ăn trộm một miếng pizza từ một cậu bé trên bãi biển. Miếng ăn thực sự là miếng tội tàn, chỉ vì một miếng pizza mà ông phải đi tù 25 năm. Đây là một con vật rất là dễ thương mà cả chó sói và linh cẩu còn phải sợ, đó chính là chú lừa. Nhìn dễ thương ngây thơ thôi nhưng mà đụng là nó trụng liền. Trong bức hình này, một chú lừa đang trụng một chú linh cẩu vì lén bén tới địa bàn của chú lừa. Những người nuôi cừu bây giờ thường sẽ dùng lừa để bảo vệ đàn cừu của mình. Một con lừa có thể bảo vệ lên tới 200 con cừu.
Mấy con lừa nhìn vậy thôi nhưng thực ra nó không biết sợ là gì hết mọi người. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất có một chú lừa được trao huy chương về để giúp chủ của mình mang những người bị thương từ chiến trường về trại chữa thương. Bên nước ngoài thì chó chăn cừu là xưa rồi, bây giờ người ta đã có lừa chăn cừu nha mọi người. Đây là những điều mê tín điên rồ nhất trên thế giới. Người Hungary và người Nga tin rằng nếu mà bạn ngồi ở một góc bàn thì bạn sẽ bị xui xẻo, đặc biệt là bạn sẽ ế suốt đời. Khi người Đức muốn ai qua đời thì họ sẽ cạn ly bằng nước lọc với người đó vì họ tin rằng cạn ly bằng nước lọc sẽ tiện kẻ thù của họ qua thế giới bên kia. Sự mê tín dị đoan này được dựa vào thần thoại Hy Lạp khi mà linh hồn của những người đã mất phải uống nước từ dòng sông Lydi để quên đi cuộc sống trước đây của họ. Người Hàn Quốc tin rằng bạn có thể đi gặp ông bà bằng cách ngủ trong một căn phòng kín, đóng hết tất cả các cửa sổ, không có lỗ thông khí gì hết và bật quạt lên. Người Philippines sẽ không về nhà ngay sau khi họ tham dự một đám tang vì họ tin rằng những linh xấu sẽ đi theo họ. Theo vào đó họ sẽ đi vòng vòng để phủi linh đó đi. Đây có thể được xem là ác mộng của loài người. Sydney Funnel Web Spider, nhện lưới phễu được xem là loài nhện độc nhất trên thế giới. Loài nhện này đã tiễn ít nhất 13 người đi gặp ông bà tổ tiên. Càng của loài nhện này cực kỳ mạnh, có thể đâm xuyên qua cả móng tay của bạn nên mỗi khi nó cắn bạn thì sẽ dính vào như ổ khóa luôn. Còn độc của nó sẽ làm cho bạn sùi bọt mép, co cơ, khó thở cho tới khi mất nhận thức. Đối với loài nhện này thì con đực mới thực sự là ám ảnh của loài người vì nọc độc của nó làm tê liệt hệ thần kinh của chúng ta. Và độc của nó được thiết kế dành riêng cho các loài linh trưởng, con người cũng nằm trong các loài đó. Nên khi nó cắn chó mèo thì sẽ không sao nhưng mà cắn con người thì sẽ xác định. Khi độc của loài nhện này thâm nhập vào cơ thể bạn thì chỉ cần 15 phút là bạn có thể được nằm dưới 6 tấc đất. Đây là câu chuyện về sự trả thù của Jennifer, một cô gái người Canada gốc Việt thuê sát thủ ám sát gia đình của mình. Jennifer sinh ra trong một gia đình gồm có mẹ là Bích Hà và ba là Huy Hon Pon, đều là người Việt di cư đến Canada vào năm 1979. Từ nhỏ thì Jennifer và anh của mình được ba mẹ đặt kỳ vọng rất nhiều trong việc học. Jennifer được ba mẹ cho đi học piano và trường băng nghệ thuật. Ba mẹ hy vọng rằng cô sẽ được thi Thế vận hội Olympics mùa đông cũng như vào những trường đại học danh giá. Vì những áp lực về học tập đó cũng như việc gia đình không cho cô quen một người con trai mà cô thích, thế là Jennifer quyết định ủ mưu thủ tiêu gia đình của mình. Vào ngày 2 tháng 11 năm 2010 thì gia đình của Jennifer bị đột nhập. Bà Bích bị bắn tử vong tại chỗ, còn ông Hen thì mặc dù bị bắn vô mặt nhưng mà vẫn còn sống nên được nhập viện cấp cứu. Thật là ngẫu nhiên khi chỉ có Jennifer được tha và có thể gọi điện cho cảnh sát. Cô báo rằng gia đình mình bị cướp đột nhập, sau đó được cảnh sát đưa vào hỏi cung. Họ nghi ngờ rằng Jennifer có liên quan nhưng mà không có bằng chứng nên họ cũng không làm được gì. Cho tới khi bố của Jennifer, ông Han tỉnh dậy và khai khác hoàn toàn con gái của mình. Và mặc dù đã thủ tiêu sim điện thoại nhưng mà tin nhắn của cô về kế hoạch ám sát ba mẹ của mình vẫn còn ở trong điện thoại. Thế là cô bị đi tù chung thân và không được liên lạc với bất kỳ thành viên nào trong gia đình của mình. Điều đáng buồn rằng, theo thông tin của cảnh sát thì trước khi bà Bích Hà mẹ Jennifer bị bắn, bà Giang xin với kẻ cướp rằng hãy tha con gái tôi đi. Bà nào có ngờ con gái mình chính là nguyên nhân của cái chết của mình đâu. Đây là những cái hố nguy hiểm nhất trên thế giới. The Gate of Hell, cổng địa ngục ở Turkmenistan, Trung Á. Cái hố này rộng 70m và đã cháy liên tục trong vòng 40 năm. Chuyện là hồi xưa Liên Xô đặt một cái giàn khoan dầu ở đây, sau đó nó bị sụp xuống tạo thành một cái hố. Một lượng khí metan cực kỳ khổng lồ từ cái hố đó mà phun trào ra, làm ảnh hưởng tới môi trường cũng như một số người dân xung quanh bị ngộ độc khí metan mà tử vong. Thế là họ quyết định đốt cái hố này để triệt khí, nhưng mà ai vậy nó cháy tới bây giờ luôn. The Kimberley Mine, mỏ kim cương Kimberley. Cái mỏ kim cương này lớn tới nỗi mà có thể thấy được từ vệ tinh ngoài không gian luôn. Vào giữa và cuối những năm 1800 thì người ta phát hiện ở khu vực này có kim cương, thế là nhà nhà ùa nhau đi đào kim cương. Sau đó thì 7853 người đào kim cương bị nhập viện và 1144 người qua đời. Nhờ đó thì cái hố kim cương này ra đời. Và cuối cùng, The Kola Super Deep Borehole, siêu lỗ khoan Kola. Đây là dự án đào lỗ sâu nhất thế giới của Liên Xô hồi xưa. Họ đào được 12 cây số xuống lòng đất và dừng lại ở đó vì nhiệt độ lên tới 180 độ C, quá nóng đi. Đây là nóc nhà thế giới, núi Everest còn thấp hơn cả cái hố này nữa mọi người. Đây là những loài ký sinh trùng kinh dị nhất trên thế giới. Zombie Wasp, ông zombie có khả năng biến gián thành zombie và điều khiển chúng. Con ông này sẽ chích trực tiếp vào não của con gián để biến nó thành zombie và sau đó dẫn nó về tổ. Sau khi dẫn về tổ thì nó sẽ đẻ trứng vào người con gián và những cái trứng đó nở ra sẽ ăn con gián đó để lấy chất dinh dưỡng. Toxoplasma, ký sinh trùng tẩy não, thường sẽ thâm nhập loài chuột và tẩy não nó làm cho nó không sợ con mèo nữa. Sau khi bị tẩy não thì con chuột sẽ đi tìm con mèo để kết thúc cuộc đời của nó. Và đây phải gọi là con ký sinh trùng tàn bạo nhất thế giới, Green Banded Prusak, ký sinh trùng điều khiển ốc sên. Sau khi thâm nhập được vào cơ thể ốc sên thì nó sẽ phát triển và khoét vào mắt con ốc sên làm cho nó mù. Sau đó nó sẽ điều khiển con ốc sên đi lên những tán cây cao để cho chim ăn. Khi con chim ăn ốc sên bị nhiễm ký sinh trùng thì nó sẽ nằm trong ruột của con chim một thời gian. Sau đó con chim sẽ đào thải ký sinh trùng ra và những con ốc sên khác tới ăn cái chất thải đó sẽ tiếp tục bị nhiễm ký sinh trùng. Đây là người đàn ông ở dơ nhất trên thế giới, Amuhaji,
Cụ già 87 tuổi người Iran đã không tắm hơn 60 năm. Ông sợ nước và cho rằng các hình thức làm sạch cơ thể sẽ mang lại bệnh tật cho ông. Và một số nguồn tin địa phương cho biết nguyên nhân khác làm ông ngưng tắm là việc ông bị một người phụ nữ từ chối khi ông còn trẻ. Vì quá đau lòng nên ông quyết định không tắm nữa. Vì không vệ sinh bản thân của mình hơn 6 thập kỷ nên da của ông trở nên cứng cáp và sừng sụ như là da voi. Thức ăn khoái khẩu của Amuhaji là thịt nhím thúi. Và ông cắt tóc bằng cách hơ lửa xung quanh tóc của mình. Và hóa ra ở giờ sống lâu là có thật vì Amuhaji đã sống gần tới 90 tuổi. Đây là lời nguyền xác ướp Ai Cập tới bây giờ các nhà khoa học vẫn chưa có lời lý giải. Vào năm 1922, đoàn khảo cổ học được dẫn dắt bởi Howard Carter, khai quật mộ của vua Tutankhamun, đánh thức giấc ngủ hơn 3.000 năm của vị vua Ai Cập này. Một số người tin rằng việc khai quật đó giải phóng một lời nguyền lên những ai dám quấy rối giấc ngủ của vị vua Tutankhamun. Vài tháng kể từ ngày khai quật, George Herbert, người tài trợ cho cuộc khai quật này, bị nhiễm trùng máu và qua đời. Không lâu sau đó, Aubrey Herbert, em trai của ông cũng qua đời do sốc nhiễm trùng. Một năm kể từ khi khai quật, một người đàn ông tên là George J. Gould tới thăm ngôi mộ và ngay lập tức sau đó bị mất do viêm phổi. Trong đàn khai quật có một bác sĩ chụp X-quang tên là Archibald Douglas Ray đi theo để chụp thi thể của vua Tutankhamun. Chỉ vài ngày sau cuộc khai quật, ông bị bệnh và qua đời. Còn một số người khác liên quan tới cuộc khai quật này bị những điều không may xảy tới mà không có lời giải thích. Đây là những loài cây độc nhất trên thế giới có thể tiễn bạn đi gặp ông bà tổ tiên trong vòng một nốt nhạc. Hemlock, cây độc cần. Loại cây này có chứa một chất độc tên là conian. Đối với người lớn chỉ cần ăn 6-8 lá tươi sẽ bị suy hô hấp tê liệt dẫn tới tử vong. Một trong những nhà triết học khôn ngoan nhất thế giới, Socrates, bị tòa án Hy Lạp cổ đại tử hình bằng cách uống loại độc từ cây này. Deadly nightshade, cây bạch anh. Trái của loại cây này thoạt nhìn như là trái của cây Việt Quốc nên dễ bị ăn nhầm. Chỉ cần 10 quả của loại cây này để giết một người lớn. Khi ăn vào thì người bị nhiễm độc sẽ bị một đống triệu chứng như thế này, mình để đây cho mọi người cùng đọc nha. Rosary pea, cam thảo dây. Loại cây này có chứa aprin, một trong những chất độc nhất trên thế giới và tới giờ vẫn chưa có thuốc giải. Chỉ cần 1/10 của 1mg cũng có thể tiễn một người lớn đi gặp ông bà tổ tiên. Để bạn dễ hình dung thì nó là 1/10 của nửa cơ thể của một con muỗi nhỏ. Và cuối cùng, white snake root, tạm dịch là bạch xà rễ. Chất độc của loại cây này tên là tremetol và là nguyên nhân của một cái bệnh rất là nổi tiếng ở xứ Mỹ là milk sickness. Con bò ăn loại cây này vô, độc của nó nhiễm vào sữa và sau đó người ta uống sữa và tử vong. Đây là những loài động vật vẫn có thể sống sau khi chết. Đầu tiên là loài gián. Một con gián không đầu có thể sống tới 9 tuần. Tiếp theo là rùa giấm. Khi không có đầu vẫn có thể sinh hoạt bình thường kể cả việc giao phối và sinh sản. Kế cuối là loài rùa. Tim của loài rùa có thể tự đập bình bịch và sống trong vòng 5 ngày sau khi đã được lấy ra khỏi cơ thể. Và kinh dị nhất là chú gà không đầu tên Mike. Một người đàn ông ở bang Texas, Mỹ làm thịt một chú gà 5 tháng tuổi tên là Mike để ăn tối với gia đình. Nhưng mà kể cả sau khi bị lìa đầu thì chú gà Mike này vẫn chạy nhông nhông trong vườn. Thế là chú nông dân này bỏ tay và lại tiếp tục nuôi chú gà này. Chú gà không đầu tên Mike sống thọ 2 năm và qua đời do bị kẹt đồ ăn trong họng. Đây là phát minh có thể đã thay đổi cả thế giới nếu như người phát minh không bị ám sát. Vào những năm 90, người đàn ông trung hình Stanley Myers chế tạo ra một chiếc xe chạy bằng nước. Ông cho biết rằng chỉ cần 80 lít nước là chiếc xe của ông có thể chạy được từ bờ đông sang bờ tây của Mỹ khoảng 4.400 cây số. Kể từ khi phát minh của Stanley được đăng lên TV thì cuộc đời của ông bắt đầu có biến. Ông bị đe dọa và thậm chí được trả hàng triệu đô bởi những công ty dầu mỏ để phá hủy phát minh xe nước đó, nhưng mà ông nói không. Vào năm 1988, ông được một số nhà đầu tư mời ra ăn tối. Đang ăn giữa chừng thì ông bị ngã quỵ xuống đất và thét lên: "Có người đầu độc tôi!" và qua đời. Và chỉ vài tuần sau khi Stanley mất, phòng thí nghiệm của ông bị đột nhập và tất cả các nghiên cứu về xe chạy bằng động cơ nước của ông bị đánh cắp. Đây là những khu rừng đáng sợ nhất thế giới, bạn đừng nên viếng thăm. The Devil's Tramping Ground, tạm dịch là vòng tròn của quỷ, ở bang North Carolina, Mỹ. Đây là một ô đất trống cực kỳ lạ thường ở trong một khu rừng. Ở đây cây cối không mọc được, người dân cố tình mang cây tới trồng và mấy ngày sau những cái cây đó đều héo hết. Thú vật dường như cũng cảm nhận được sự đen tối đây. Những con chó khi được mang tới vòng tròn sẽ cụp đuôi, sau đó chúng nó sẽ hú lên và chạy ra. Một số người mạo hiểm buổi tối vô cái vòng tròn này ngủ thì sáng dậy thấy mình nằm ở ngoài vòng tròn. Pine Barrens được xem là một trong những khu rừng bị ám nhất ở Bắc Mỹ. Một số người kể rằng họ thấy một sinh vật nửa thú nửa quỷ lởn vởn trong khu rừng này. Ở đây cũng có rất là nhiều thị trấn bị bỏ hoang, kèm theo những bóng ma thoát ẩn thoát hiện. The Black Forest, khu rừng đen ở Đức. Khu rừng này nhiều cây che phủ nên lúc nào cũng tối. Vì lý do đó nên người dân xung quanh đây cho rằng đây là nhà của những thế lực siêu nhiên. Khu rừng này có một lâu đài tên là lâu đài Eberk, có 5 cô gái sống trong đó và người ta chỉ thấy 5 cô gái đó vào buổi tối mà thôi. Đây là lý do tại sao bạn không nên cho tinh tinh uống thuốc an thần. Chú tinh tinh này tên là Travis, được người phụ nữ người Mỹ tên Sandy Harold nhận nuôi. Travis được chủ đối xử y chang người, có thể dùng máy tính, có thể xem thể thao trên TV, ra ngoài vườn cắt cỏ, rồi lâu lâu cũng được chủ cho tập đi lái xe luôn. Chú tinh tinh này rất là thân thiện với mọi người trong thị trấn, kể cả cảnh sát, lúc nào đi qua cũng chào. Nhưng mà phim kinh dị đời thật bắt đầu từ đây. Vào năm 2009, bạn của Sandy, Charla Nash, qua thăm thì bị Travis tấn công. Nó nhào vào cắn mặt của Nash, xé mắt mũi miệng của cô, làm mặt của cô bị biến dạng, rất là kinh dị nên mình không show hình ở đây. Mọi người có thể lên mạng tra cái hình để xem, nhưng mà mình báo trước bị ám ảnh, đừng có nói mình nha.
Sandy vì muốn cứu bạn nên lấy dao đâm vào Travis làm cho nó nổi điên hơn nữa. Cuối cùng cảnh sát được gọi tới để hạ gục Travis và chú tinh tinh này bị tử vong trong chính cái lòng của mình. Kết quả khám nghiệm cho thấy hôm đó Travis hung dữ như vậy là bởi được chủ cho uống trà có chứa thuốc an thần. Đây là lý do tại sao con người chúng ta sẽ không bao giờ đi nhanh được hơn ánh sáng. Đây là vận tốc ánh sáng để mọi người thấy nó nhanh như thế nào. Để mọi người dễ hình dung, ánh sáng có thể đi được 7,5 lần xung quanh đường xích đạo của trái đất trong vòng 1 giây. Vật thể nhanh nhất do con người tạo ra là Parker Solar Probe, tàu thăm dò mặt trời với vận tốc 150 cây số một giây. Tốc độ của viên đạn khi ra khỏi nòng súng là khoảng 1 cây số một giây bằng 0,6% vận tốc của Parker Solar Probe. Mà tốc độ của tàu thăm dò mặt trời này chỉ bằng 0,0006% vận tốc ánh sáng. Tiếp theo thì khi vận tốc mà tăng nhanh thì khối lượng cũng sẽ tăng. Nhưng mà các vật xung quanh chúng ta do con người tạo ra đều có khối lượng nên là việc đi bằng hoặc là nhanh hơn ánh sáng là không thể. Nhưng mà có một thứ trong tự nhiên có thể đi được với vận tốc ánh sáng, đó chính là những hạt photon. Bởi vì ánh sáng được tạo bởi những hạt photon. Hạt photon không có khối lượng nên nó chỉ đi được ở vận tốc ánh sáng mà thôi, không nhanh hơn mà cũng không chậm hơn. Đây là những bí ẩn của thế giới tới bây giờ vẫn chưa có lời giải đáp. Khu rừng uốn cong ở Ba Lan. Trong khu rừng này có một số cây bị cong vẹo và điều kỳ lạ là những thân cây cong vẹo này đều hướng về phía bắc. Các nhà khoa học phỏng đoán rằng chỗ này có trọng lực mạnh nên là làm cho thân cây bị cong, nhưng mà tới bây giờ họ vẫn chưa có lời giải thích cụ thể. Bóng ma bí ẩn rừng hoang ở Thụy Sĩ. Trong khu rừng Mothers ở Thụy Sĩ có một bóng ma tên là Leon hay bắt gặp đi lẩn vẩn ở trong rừng, và đây là bức hình được chụp đầu tiên của bóng ma đó. Người dân địa phương miêu tả bóng ma này với thân hình rất là cao và hay mặc áo choàng để che mặt. Cảnh sát tổ chức đi vào rừng tìm thì không thấy, nhưng mà người dân sống ở đó thì rất là hay thấy. Vụ mất tích của Amelia Earhart. Amelia Earhart là một trong những nữ phi công nổi tiếng nhất trong lịch sử. Năm 1937, cô bỗng dưng biến mất trong khi đang thực hiện ước mơ bay vòng quanh đường xích đạo. Tới năm 2014 thì người ta tìm được mảnh vụn của máy bay nhưng mà vẫn chưa biết được là tại sao cô lại biến mất. Đây là những sự thật lạ lùng về cơ thể của người có thể bạn chưa biết. Quai hàm của bạn mạnh tới nỗi nếu mà bạn nghiến răng thật chặt thì bạn có thể làm gãy cái răng của mình luôn, và trong một số trường hợp có người làm cong được cả kim loại bằng quai hàm của mình. Ngoại trừ loài voi ra thì con người là động vật duy nhất có cái cằm, và tới bây giờ các nhà khoa học vẫn không biết tại sao chúng ta lại có cái cằm mà những động vật khác lại không có. Đàn ông cũng có thể sản sinh ra sữa và cho con bú. Trong một bộ tộc ở châu Phi, đàn ông thì ở nhà cho con bú, còn phụ nữ thì đi săn bắn. Nếu mà cơ thể bạn muốn xì hơi thì bạn đừng có nín, vì cái hơi đó sẽ được hấp thụ bởi đường ruột. Hơi đó sẽ được đẩy lên phổi và bạn sẽ thở ra cái hơi đó, nên là việc xì hơi bằng miệng là có thật nha mọi người. Đây là những gì sẽ xảy ra khi nữ hoàng Anh qua đời, một điều mà chắc chắn 2 năm qua chưa ai nói cho bạn biết. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vừa qua đời vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 tại lâu đài Balmoral, hưởng thọ 96 tuổi. Hoàng gia Anh cũng như chính bản thân nữ hoàng đã chuẩn bị tỉ mỉ lên kế hoạch cho ngày này. Kế hoạch đó có tên Operation London Bridge. Chiến dịch cầu London là chiến dịch giúp chuẩn bị cho đám tang của nữ hoàng. Ngay sau khi nữ hoàng Anh qua đời, thư ký riêng của bà Edward Young sẽ lập tức chuyển một thông điệp tới với thủ tướng Anh vào thời điểm đó. Thông điệp này có tên là London Bridge is down, tạm dịch là cầu London thất thủ. Chỉ trong vòng vài phút, thủ tướng sẽ dùng một kênh liên lạc an toàn để thông báo tin buồn với 15 chính phủ nằm ngoài Vương quốc Anh, nơi mà nữ hoàng là người đứng đầu nhà nước. Tiếp theo là 36 quốc gia thuộc khối thịnh vượng của Anh cũng như các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới. Cánh cổng của cung điện Buckingham sẽ phát ra một thông báo có viền đen về tin tức nữ hoàng Anh qua đời. Các kênh truyền hình ở Anh sẽ bắt đầu phát những bộ phim tài liệu để tôn vinh nữ hoàng. Đồng thời họ sẽ ngưng phát các chương trình hài kịch cho đến sau tang lễ. Cùng ngày nữ hoàng Anh mất, con trai của bà Thái tử Charles sẽ ngay lập tức trở thành vua với danh hiệu mới là vua Charles đệ tam. 4 ngày sau khi nữ hoàng qua đời, quan tài của bà sẽ được dẫn đầu cho một lễ rước quân sự từ cung điện Buckingham cho tới hội trường Westminster. Ở đây vua Charles, gia đình cũng như các quan chức khác sẽ bày tỏ sự kính trọng của họ đối với bà. Sau đó cánh cửa sẽ được mở rộng cho người dân vào viếng thăm. Tang lễ của nữ hoàng được ước tính sẽ diễn ra từ 10 tới 12 ngày. Trong khoảng thời gian quốc tang này thì đa số các doanh nghiệp sẽ đóng cửa để tưởng niệm. Vào ngày cuối cùng đúng 11 giờ sáng, chuông Big Ben sẽ kêu vang toàn thể nước Anh im lặng. Và cuối cùng quan tài của nữ hoàng sẽ được đưa vào tu viện Westminster, nơi mà 2.000 vị khách được mời đặc biệt sẽ cúi đầu cầu nguyện. Đây là những bí mật được tiết lộ về nghề bảo vệ tổng thống và nữ hoàng Anh. Vệ sĩ của tổng thống Trump dùng tay giả để hộ tống ông. Nhiều người nghĩ rằng vệ sĩ dùng tay giả để đánh lạc hướng trong khi tay thật cầm súng để phòng trường hợp xấu xảy ra. Nữ hoàng Anh lúc nào cũng mang một chiếc túi đen khi xuất hiện trước công chúng. Một phần là do thời trang, nhưng một phần bà dùng nó để ra dấu cho những nhân viên thân cận. Nếu bà đang nói chuyện mà tự nhiên di chuyển cái túi từ tay này sang tay kia, có nghĩa là bà muốn kết thúc cuộc nói chuyện đó. Lúc đó cận vệ của bà sẽ tới và hộ tống bà đi. Trong một số trường hợp, nếu bà lấy son môi từ trong túi ra mà dùng, có nghĩa là bà cảm thấy nguy hiểm và cần đi ngay. Và nếu nữ hoàng Anh đặt túi xuống đất, có nghĩa là bà muốn rời chỗ đó liền ngay và lập tức. Đây là những bí mật được tiết lộ về nghề bảo vệ tổng thống Mỹ. Trụ sở của cơ quan mật vụ Hoa Kỳ là một tòa nhà nhìn rất là bình thường ở Washington DC. Nó được thiết kế để những người đi qua đường nhìn sẽ không chú ý. Dù trụ sở nằm ở đó, nhưng mà công việc chính của nhân viên mật vụ nằm ở Nhà Trắng. Một số nguồn tin cho biết có khoảng 100 nhân viên mật vụ luôn luôn túc trực ở Nhà Trắng để bảo vệ tổng thống, nhưng mà con số chính thức vẫn là tuyệt mật. Mật vụ thường dùng súng P90 nhỏ gọn có thể mang trong người mọi lúc mọi nơi. Họ thường mặc vest và mắt kính đen. Vest để giấu vũ khí phòng vệ, còn mắt kính để chống chó và bảo vệ mắt khi bị tạt dung dịch vào mặt. Cái quan trọng nhất là tai nghe họ phải luôn đeo để nhận mệnh lệnh liên tục từ trung tâm kiểm soát. Mật vụ dính với tổng thống 24/7. Họ kiểm soát những gì tổng thống ăn để bảo đảm an toàn tuyệt đối, và cơ quan mật vụ có thể truy lùng ra bạn nếu cần thiết. Họ làm việc với những hãng làm mật trên toàn thế giới và lưu trữ hơn 15.000 mẫu mật.
Để phòng trường hợp tổng thống bị gửi thư đe dọa, họ sẽ lùng ra bạn là ai. Đây là cách giúp bạn thoát khỏi các lúng một cách an toàn. Thứ nhất, ngưng chuyển động. Bạn đừng hoảng loạn và vùng vẫy, vì bạn càng vùng vẫy thì bạn sẽ càng chìm. Thứ hai, vứt bỏ mọi thứ trên người, đặc biệt là những vật nặng. Khi bị chìm trong các lúng, bạn phải làm cho cơ thể của mình nhẹ hết mức có thể. Nếu bạn đang đeo ba lô, hãy quăng nó đi. Thứ ba, hãy nắm chặt một thứ gì đó. Nếu đó có tay người thì hãy nắm tay người. Còn có cây cối xung quanh thì hãy nắm cây cối, làm vậy sẽ giúp bạn không chìm. Thứ tư, nằm ngửa và đạp chân nhẹ. Khi bạn nằm ngửa ra, diện tích bề mặt cơ thể của bạn sẽ rộng hơn, sẽ khó chìm hơn. Sau đó bạn đạp chân để làm mềm phần các lúng, bơi ngửa và thoát ra. Nếu tay bạn bị kẹt trong cát không bơi được thì bạn hãy lăn qua lăn lại. Thứ năm, nếu bạn vẫn bị kẹt thì hãy cầu cứu và thở sâu. Hãy la lên để xung quanh có người sẽ tới cứu bạn. Còn nếu bạn có thể sử dụng điện thoại thì hãy gọi số cứu nạn khẩn cấp, ở Việt Nam là 112. Sau đó bạn hãy hít thở sâu vô để cho cơ thể nổi lên và đợi người tới cứu. Đây là châu lục thứ 8, châu lục mất tích bí ẩn nhất trên thế giới. Chào mừng mọi người tới Zealandia. Châu lục này có diện tích 4.900.000 km², bằng 2/3 diện tích của nước Úc. Điều đặc biệt là 94% của Zealandia nằm dưới nước. Chỉ còn 2 phần đất còn nổi trên mặt nước, đó là New Caledonia và New Zealand. Các nhà nghiên cứu phát hiện được rằng tất cả các loài chim cánh cụt trên thế giới đều có nguồn gốc từ châu lục này. Và họ cũng tìm được hóa thạch của khủng long, minh chứng cho việc rằng khủng long cũng từng sống ở trên châu lục này. Đa phần châu lục này nằm dưới biển nên việc khám phá cực kỳ khó khăn. Bởi vậy đây vẫn là châu lục bí ẩn nhất đối với loài người. Đây là những gì sẽ xảy ra nếu như một quả bom hạt nhân phát nổ trong lòng một thành phố lớn. Đầu tiên là một làn sóng ánh sáng phát ra từ điểm nổ. Nếu bạn nhìn vào hướng ánh sáng đó thì bạn có thể bị mù vài giờ. Nhiệt từ ánh sáng tạo ra sẽ đốt cháy tất cả mọi thứ trong bán kính 13 cây số. Những thứ có thể cháy sẽ cháy như là nhựa, gỗ, vải, tóc và da. Vụ nổ sẽ tạo ra một làn sóng xung kích có vận tốc nhanh hơn cả vận tốc âm thanh và sức hủy diệt hơn cả bão và lốc xoáy, kéo sập tất cả các tòa nhà trong bán kính 8 km. Sau đó một làn khói hình quả nấm được hình thành lan tỏa lên bầu trời che phủ toàn bộ thành phố. Những người cách vụ nổ 21 km tưởng mình an toàn, không thèm đi tìm chỗ núp, đứng đó nhiều chuyện quay phim chụp hình mà đứng gần cửa kính thì xác định bị kính nổ văng vô mặt. Những người còn sống sót cũng chưa chắc hoàn toàn sống vì bây giờ phóng xạ bắt đầu lan tỏa, mọi cái hít hơi vào là một luồng khí độc đi vào phổi. Đây là những con cá xấu nhất trên thế giới. Red Lips Bathfish, cá dơi môi đỏ. Con cá này nổi tiếng với bờ môi thịt bò quyến rũ của nó. Monkfish được gọi là cá thằng tu hay là cá chày. Con cá này có cái mồm muốn thâu tóm cả thiên hạ. Bởi vì cái mồm nó to nên nết ăn của nó cũng rất là duyên dáng. Mỗi lần ăn là nuốt chửng luôn con mồi. Smooth Lumpfish, cá vây tròn. Con cá này lúc nào nhìn mặt nó cũng như bị phát hiện làm chuyện đen tối vậy đó mọi người. Hairy Frogfish, tạm dịch là cá ếch lông lá, gọi là cá cho vui vậy thôi mọi người chứ không biết bơi. Cái vây của con cá sinh ra để bơi, còn con này dùng cái vây nó để đi bộ với thêm đại dương. Và đây là con cá xấu nhất trên thế giới. Blobfish, cá giọt nước. Có một cái hiệp hội tổ chức tiếng Anh, tạm dịch tiếng Việt ra là Hiệp hội Bảo tồn Động vật Xấu Xí. Con cá này nó xấu tới nỗi mà được bình chọn làm linh vật của cái hiệp hội đó luôn mọi người. Cá giọt nước thì cũng không có gì đặc biệt ngoài sắc đẹp của nó hết. Đây là sự thật kinh hoàng về những kẻ sát nhân hàng loạt. Các nhà khoa học dùng trí tuệ nhân tạo để ghép mặt của nhiều kẻ sát nhân hàng loạt lại thành một khuôn mặt. Và đây chính là khuôn mặt đó. Nếu như bạn có khuôn mặt giống như trong hình thì có khả năng cao bạn là kẻ sát nhân hàng loạt. Người đàn ông này là Ted Bundy, đã sát hại ít nhất 30 người. Trước khi bị bắt thì ông đã từng làm hỗ trợ viên giúp đỡ những người có ý định kết liễu bản thân mình. Một kẻ sát nhân hàng loạt mà đi an ủi người khác đừng nghĩ về cái chết. Đây là Ed Kemper, hay còn có biệt danh là Big Ed, là Ed to đùng vì ông rất là cao. Có một khoảng thời gian Ed từng là bạn của cảnh sát, và trong khoảng thời gian này bạn của ông đang điều tra một vụ thảm sát mà do chính ông gây ra. Khi ông đầu thú với bạn của mình là cảnh sát thì bạn của ông tưởng đó là trò đùa. Một kẻ sát nhân hàng loạt nổi tiếng khác nữa là Jeffrey Dahmer. Có một lần ông làm nước có bỏ thuốc ngủ cho khách uống để ám sát họ. Nhưng mà vô tình Jeffrey uống rồi xong ông lăn đùng ra ngủ luôn. Và sau khi tỉnh dậy thì Jeffrey phát hiện mình đã bị cướp. Vào năm 1906, một kẻ sát nhân người Morocco bị bắt sau khi ám sát 36 người phụ nữ. Ông bị kết án chung thân và xử phạt bằng cách bị nhốt đằng sau một bức tường. Người ta nghe tiếng ông la hét cầu cứu trong vòng 2 ngày, nhưng mà sau đó thì ông hoàn toàn im lặng. TikToker này được fan ghé thăm bằng một khẩu súng và cây cớt. Đây là Ava Marjorie, một TikToker người Mỹ nổi tiếng trên mạng bằng những điều nhảy của cô. Ava hiện có hơn 1 triệu người theo dõi trên TikTok. Trong số đó có một fan cùng 18 tuổi tên Eric Hahn Justin. Ava phát hiện rằng bạn của mình bán thông tin cá nhân cũng như hình ảnh của cô cho Eric. Và thế là Eric bắt đầu nhắn tin quấy rối Ava. Ava và gia đình của cô nghĩ ra một cách kỳ lạ để làm cho Eric hết quấy rối mình. Đó là cô bán 2 bức hình có khuôn mặt của mình cho Eric với giá $300 với hy vọng rằng Eric nhận được hình sẽ hết quấy rối cô. Đây là một ý tưởng tồi tệ vì sau khi nhận được hình thì Eric trở nên liều hơn, bắt đầu nhắn hỏi Ava bán những bức hình cá nhân hơn. Ava sợ hãi và bắt đầu block Eric trên mọi tất cả các trang mạng truyền thông. Vào ngày 10 tháng 7 năm 2021, Eric Justin tìm tới nhà của Ava Marjorie vào 4 giờ 30 sáng với một khẩu súng săn. Eric dùng súng phá cửa chính, định đi vào thì bị bố của Ava bắn thiệt mạng. Sau vụ việc này, Ava tự mọi thứ đã kết thúc, nhưng mà cô vẫn tiếp tục nhận những tin nhắn quấy rối của những fan cuồng khác. Đây là người phụ nữ đẻ ra thỏ. Mary Toft là một người phụ nữ người Anh sống vào những năm 1700. Vào năm 1726, bà mang thai và thay vì đẻ ra người thì bà đẻ ra một đàn thỏ. Và từ đó trở đi bà tiếp tục mang thai và đẻ ra thỏ thay vì con người. Nhiều bác sĩ tới đó để bà quan sát, công nhận rằng trường hợp của bà mặc dù là thường nhưng mà có thật.
Từ sau vụ việc này thì bà nổi tiếng khắp mọi nơi với biệt danh người đàn bà đẻ ra thỏ. Nhưng mà danh tiếng của Mary tồn tại không lâu lắm vì sau đó một người hầu của Mary bị phát hiện lén lút mang thỏ vào phòng bà trước khi bà đẻ. Sau khi bị phát hiện thì Mary đành phải tiết lộ bí mật với công chúng. Vì muốn được nổi tiếng, bà quyết định nhét thỏ vào người của mình và giả bộ đẻ ra thỏ trước mặt các y bác sĩ. Bà đẻ tổng cộng 18 con thỏ trước khi bị phát hiện. Đây là những loài vật đẻ nhiều nhất trên thế giới. Đầu tiên là con người đẻ yếu nhất, mỗi lần chỉ được một con. Kỷ lục thế giới là bà Nadia Sulnin cũng chỉ được 8 đứa mà thôi. Cá ngựa mỗi lần đẻ 2.000 con, đẻ là như bắn súng liên thanh luôn nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ lên tới hàng triệu. Loài lương Mỹ mỗi lần đẻ 4 triệu trứng, đẻ dữ quá nên là đẻ xong đi gặp ông bà luôn. Tiếp theo là loài cá ngừ vây xanh mỗi lần đẻ 10 triệu trứng, hơn dân số của thành phố Hồ Chí Minh đúng mọi người. Kế tiếp là loài sao biển gai mỗi lần đẻ 65 triệu trứng. Kinh khủng hơn nữa là cá mặt trăng mỗi lần đẻ 300 triệu trứng. Đây cũng là loài cá có sự tăng trưởng điên rồ nhất trên thế giới. Đây là cá mặt trăng mới đẻ nhẹ hơn 1 gram và đây là cá mặt trăng sau khi lớn lên lớn hơn gấp 65 triệu lần. Và chùm cuối là sò tai tượng mỗi lần đẻ 500 triệu trứng. Trong bức hình này thì con sò tai tượng không phải nó đang xì hơi đâu mọi người mà nó đang bắn trứng nó ra. Đây là những thứ có thể cho con người cơn đau tồi tệ nhất trên thế giới. Đầu tiên là Kimpy Kimpy, tạm dịch là cây chích. Lúc đầu nhìn vô nó chỉ là một bụi cây vô hại với những chiếc lá xanh. Khi zoom kỹ vào thì bạn sẽ phát hiện một đám lông miệng như gai bao phủ trên lá. Khi chạm vào, lông trên lá sẽ thâm nhập vào cơ thể giải phóng một chất độc thần kinh cực kỳ mạnh tên là Moroidin, làm cho bạn đau đớn tột độ, khiến cho bạn có cảm giác như là phần da bị nhiễm độc được đổ lên bề axit và bị giật điện liên tục. Tác dụng phụ của độc tố này có thể kéo dài từ 2 tới 3 năm. Tiếp theo là Tarantula Hawk, ông bắp cây ký sinh. Nó chích đau tới nỗi mà con nhện khổng lồ Tarantula thấy còn phải chạy. Nếu bạn bị chích thì cơn đau này sẽ kéo dài chỉ có 5 phút, nhưng mà 5 phút đó sẽ là 5 phút địa ngục của bạn. Một người bị chích cho biết họ phải quỳ xuống la hét vì quá đau và cảm giác như là mình đang ngồi trên một chiếc ghế điện bị giật liên tục. Cuối cùng, Irukandji Jellyfish, sứa Irukandji. Kích thước thì nhỏ như đồng tiền nhưng mà độc của loài sứa này gấp 100 lần độc của rắn hổ mang. Sau khi bị chích thì nạn nhân sẽ có triệu chứng Irukandji được đặt theo tên của loài sứa. Tim đập nhanh, phổi bị phù, đau đầu, đau lưng, cảm giác như ai đó lấy cái khoan khoan vô lưng của mình. Và nếu không đi cấp cứu kịp sẽ bị suy tim dẫn tới tử vong. Đây là những người có 102 trên thế giới. Neil Robinson, sinh vật nửa người nửa máy đầu tiên trên thế giới. Từ lúc mới sinh ra, Neil bị một chứng bệnh gọi là achromatopsia, rối loạn màu. Có nghĩa là mắt anh chỉ nhìn thấy được màu trắng, đen và xám. Vào năm 2004, anh quyết định gắn một cái anten vào đầu của mình. Đầu của cái anten này có một cái camera dùng để phân tích màu sắc. Sau khi màu sắc được phân tích thì nó sẽ được truyền vào não của anh và giúp anh nghe được màu sắc. Paul Carrison, biệt danh là ông cụ xì chum vì ông có một làn da màu xanh. Lúc còn trẻ, ông bị một chứng bệnh chàm làm da nổi mẩn khắp nơi, đặc biệt là mặt. Ông đọc một bài báo về colloidal silver, kêu bạc, nói rằng chất này là một chất chữa trị các bệnh về da rất là hiệu quả. Thế là mỗi ngày ông uống một ly nước có chứa colloidal silver. Dần dần da ông biến thành màu xanh do uống quá nhiều kêu bạc. Larry Gomez được xem là người đàn ông lông lá nhất trên thế giới. Ông bị một chứng bệnh có tên là hypertrichosis, hội chứng người sói. Chứng bệnh này làm cho 98% cơ thể của ông mọc lông cực kỳ rậm rạp, đặc biệt là khuôn mặt. Đây là một trong những dịch bệnh lạ lùng nhất trong lịch sử loài người. Dịch bệnh nhảy múa năm 1518. Vào năm 1518, ở thành phố Strasbourg, có một người phụ nữ đi ra ngoài đường và bắt đầu nhảy. Trời nắng chang chang, cơ thể đầm đìa mồ hôi vẫn tiếp tục nhảy, và điều kỳ lạ đây là bà không chỉ nhảy 1-2 tiếng mà bà nhảy liên tục nhiều ngày. Vài tuần sau đó thì hàng chục người bắt đầu tham gia. Và sau một tháng ngoài đường có khoảng 400 người nhảy nhót điên cuồng, nhảy tới tử vong vì đau tim, kiệt sức hoặc là đột quỵ. Đã vậy các bác sĩ địa phương còn khuyến khích người dân nhảy ngày nhảy đêm, nhảy con virus ra khỏi người để cho hết bệnh luôn. Chính quyền địa phương còn xây sân khấu rồi thuê nhạc sĩ về để giúp người dân nhảy hiệu quả hơn nữa. Càng nhảy thì càng nhiều người đi gặp ông bà. Thế là chính quyền cấm nhảy múa và bắt người dân ở nhà ăn năn xưng tội vì họ tin rằng mình đang bị đứng bề trên trừng phạt. Từ đó trở đi thì dịch bệnh cũng dần dần biến mất. Một số giả thuyết cho rằng dịch bệnh này xảy ra do người dân ăn nhầm nấm độc mà bị. Còn một số người khác cho rằng người dân bị chứng rối loạn tâm thần mức độ lớn, nghĩa là không phải một người bị mà cả thành phố bị cùng một lúc. Đây là một phát hiện điên rồ của các nhà khoa học về loài cá voi. Đó là phát hiện về sự tồn tại của loài cá voi đi bốn chân sống trên cạn. Hóa thạch của loài cá voi bốn chân này được tìm thấy lần đầu tiên ở châu Phi vào năm 2008. Loài cá voi này có tên khoa học là Phaeomycetes anubis, được đặt theo tên của vị thần Hy Lạp Anubis, vị thần của thế giới bên kia. Loài cá voi tiền sử biết đi này khi còn sống được xem là sát thủ săn mồi, tương tự như cá voi sát thủ bây giờ. Sinh vật này chính là nỗi ám ảnh của loài rắn, đó chính là loài bọ ngựa. Chúng nhìn nhỏ nhưng thực sự có vỏ. Bọ ngựa là loài côn trùng duy nhất có thể quay đầu 180 độ, nên bạn khi gặp bọ ngựa đừng có cố hù chúng từ đằng sau vì chúng sẽ quay đầu lại như mấy con ma trong phim kinh dị rồi hù ngược lại bạn đó. Loài bọ ngựa phải nói là chúng nó không biết sợ là gì, cái gì ăn được là chúng nó ăn. Trong bức hình này, con thằng lằn này định ăn con bọ ngựa nhưng mà bị con bọ ngựa ăn ngược lại. Bọ ngựa cái còn nổi tiếng với việc ăn bạn tình của mình trong khi đang làm chuyện ấy. Khẩu phần của bọ ngựa còn có chuột, lâu lâu gặp chim thì nó cũng ăn chim luôn. Và rắn nếu mà không quá lớn thì nó cũng chơi luôn. Vâng, rắn mà nó cũng không thà nữa, ăn tuốt. Đây là những loài cây nguy hiểm nhất trên thế giới mà bạn không nên bao giờ ăn. Đầu tiên là death cap, nấm tử thần. Khi ăn vào bạn sẽ ói, đau bụng, tiêu chảy và nếu không chữa trị kịp thời trong vòng 24 giờ đầu tiên thì bạn sẽ tử vong. Conocyte phalaris, nấm cỏ. Loài này có độc tố như nấm tử thần nhưng ngoài ra còn có thể gây suy gan, suy thận. Destroying angels, thiên thần hủy diệt.
Nhìn nó màu trắng ngây thơ vậy thôi, nhưng bạn chỉ cần ăn nửa cây nấm này cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng vì độc tố của nó cực kỳ mạnh. Oleander, trúc đào, cây có hoa đẹp nhưng mà độc tố cực kỳ mạnh, có thể gây co giật và tử vong. Có một số người bị bệnh sau khi uống mật ong của những con ong lấy mật từ hoa của cây này. Death Camas, cây tỏi dại, toàn thân đều là độc. Đặc biệt phần rễ có củ nhìn như là củ tỏi, ăn vào có thể gây co giật và hôn mê. Và cuối cùng, Dolzai, mắt búp bê, đây thực sự là một loại cây của quỷ dữ. Quả nhìn như những con mắt là thấy có điềm rồi, mà ai liều ăn vô thì tới công chuyện với cái cây này luôn. Quả có chứa độc tố tấn công tim mạch, sau khi ăn vào sẽ bị suy tim và tử vong ngay lập tức. Đây là những tổ tiên khổng lồ thời tiền sử của những loài động vật ngày nay. Trong bức hình này là một chú lười ngày nay. Và đây là tổ tiên của lười, nhìn như con gấu luôn á mọi người. Trong bức hình này là một chú hải ly nhỏ nhỏ xinh xinh thời hiện đại. Còn đây là mô hình của một con hải ly thời tiền sử so sánh với cơ thể con người. Thỏ thời nay nhìn như thế này, nhỏ nhắn xinh xắn. Còn thỏ tiền sử nhìn to đùng như một con chuột túi. Đây là hươu cao cổ thời nay, còn đây là hươu lùn cổ thời tiền sử. Chuột lan nước thời nay, một trong những chú chuột lớn nhất thế giới. Và chuột lan nước thời xưa so sánh với cơ thể con người, hồi xưa nó nặng gần 1 tấn nha mọi người. Đây là cá sấu ngày nay, còn đây là kích thước cá sấu tiền sử so với khủng long. Cá voi ngày nay nhìn như vậy, còn cá voi tiền sử thì như thế này. Đây là kích thước của con cá voi tiền sử Leviathan so với kích thước của cá voi hiện nay. Và cuối cùng chúng ta có cá mập ngày nay, và loài cá lớn nhất trong lịch sử của trái đất, cá mập bạo chúa Megalodon. Bức hình này so sánh kích thước của cá mập Megalodon và cá mập hiện nay. Đây là một bí mật được tiết lộ về nghề điệp viên tình báo của Mỹ, đó chính là những điệp viên ngoại cảm của quân đội Mỹ và CIA, cục tình báo trung ương. Các điệp viên ngoại cảm này tình báo bằng phương thức có tên tiếng Anh là remote viewing, là khi bạn dùng tâm trí của mình xác định một nơi chốn là vị trí ở xa. Đối với các điệp viên này thì họ sẽ dùng khả năng ngoại cảm của mình để xác định những mục tiêu bí mật hoặc bị che giấu bởi quân địch. Nói đơn giản là bạn dùng tâm trí của mình như một cái máy định vị hoặc là một cái bản đồ. Gián điệp ngoại cảm là một phần của gián Stargate, một gián tuyệt mật của quân đội Mỹ và CIA nghiên cứu về việc sử dụng những khả năng ngoại cảm trong quân sự cũng như là tình báo. Một người tham gia tích cực và đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong dự án này đó là nhà ngoại cảm Pat Price. Trong một thí nghiệm, ông được cho tọa độ địa lý của một mục tiêu, sau đó ông vẽ ra chính xác tới từng chi tiết nhỏ làm cho mọi người bất ngờ. Đây là một bức tranh được họa sĩ vẽ lại từ một bức hình được chụp từ vệ tinh của một thiết bị thí nghiệm vũ khí hạt nhân của Liên Xô Nga. Quân đội Mỹ phải dùng hình vẽ là như vậy để che giấu sự chính xác của hình chụp từ vệ tinh thời đó. Vì thời đó không ai nghĩ Mỹ sở hữu công nghệ tiên tiến tới như vậy. Và đây là bức hình được nhà ngoại cảm Price vẽ lại gần chính xác với hình được chụp từ vệ tinh. Ngoài Pat Price ra thì còn rất nhiều nhà ngoại cảm khác được Bộ Quốc phòng Mỹ cũng như CIA thuê để tham gia những dự án tuyệt mật khác. Đây là những hình phạt lạ lùng nhất trên thế giới dành cho những người phạm tội thay vì phải đi tù. Ở Mỹ có một cặp đôi bị phát hiện chèo thuyền trong lũ lụt để giải trí. Chính quyền phải gửi đội cứu hộ đi tìm kiếm họ. Sau khi tìm được cặp đôi này vẫn an toàn ở trên bờ thì họ bị bắt, và thay vì đi tù thì họ bị bắt đứng trong bể bơi của con nít và phát tờ rơi về sự an toàn khi ở dưới nước. Từ thế kỷ 17 tới 19 ở một số nơi trên thế giới, nếu mà bạn say xỉn nơi công cộng thì bạn sẽ bị bỏ vào cái thùng này có tên là Drunkard's Cloak, tạm dịch là áo dành cho những người say xỉn. Sau đó bạn sẽ bị bắt đi bộ khắp phố phường để người ta cười vô mặt. Ở châu Âu hồi xưa, ca sĩ nào hát dở làm phẫn nộ đám đông sẽ bị đeo Flute of Shame, tạm dịch là cây sáo xấu hổ vào cổ, sau đó bị bắt đứng ngoài đường cho người ta cười vô mặt. Mấy ông bà hàng xóm bây giờ hát dở mà sống thời đó thì xác định vào đế chế La Mã, khi hỏi cung kẻ thù, một số vị tướng sẽ dùng hình thức này: đổ nước muối lên chân, cho dây liếm, cười tới khi nào mà khai thì thôi. Vào thời Trung Cổ, ở Đức và Áo, nếu hai người cãi nhau ngoài đường sẽ bị bắt đeo cái còng này vô cổ rồi cãi nhau cho tới khi hòa giải thì thôi, chưa hòa giải thì sẽ chưa được thả. Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên vẫn chưa có lời lý giải. Vua Umberto đệ nhất của nước Ý tới một nhà hàng ở thành phố Monza. Khi vị vua này gặp chủ nhà hàng thì cả hai đều hoảng hốt vì họ nhìn y chang nhau luôn, và sau khi nói chuyện thì họ tìm ra một số điểm tương đồng cực kỳ lạ thường. Cả hai đều sinh ra vào ngày 14 tháng 3 năm 1844 ở thành phố Turin, đều cưới một người phụ nữ tên là Margherita vào ngày 22 tháng 4 năm 1868, và cả hai đều có con trai và đặt tên cho con mình là Vittorio. Vị vua này và ông chủ nhà hàng đều từng phục vụ trong quân đội và đều được thăng chức cùng một ngày. Và ngày ông chủ mở nhà hàng cũng chính là ngày vua Umberto lên làm vua. Và điều kỳ lạ rùng rợn nhất chính là ngày ông chủ nhà hàng bị tử vong trong một vụ xả súng cũng là ngày vị vua Umberto bị ám sát. Đây là những con quái vật tiền sử còn đáng sợ hơn cả loài khủng long. Cá bọc thép Dunkleosteus. Chúng có lớp da cứng như thép và mặc dù không có răng nhưng mà có cặp xương trên dưới, cái gì cũng quặm được hết. Nó ăn tất cả mọi thứ, cá mập còn không chừa nữa. Cá mập cổ đại Helicoprion. Chúng nổi tiếng với hàm răng cưa nhìn cực kỳ dị. Khi ăn thì răng của chúng sẽ quay vào như một cái lưỡi cưa để kéo con mồi vào và xé nó thành từng mảnh nhỏ để dễ tiêu hóa. Chim khủng bố. Loại chim này cao 3 mét và có cái miệng to và mạnh tới nỗi có thể nhai nát cả con ngựa và xương của chúng. Và cuối cùng, bạch tuộc khổng lồ Kraken thời Tam Điệp. Một nhà khảo cổ học tìm được hóa thạch của một loài bạch tuộc khổng lồ ở bang Nevada, Mỹ. Loài bạch tuộc này dài khoảng 30 mét, cỡ bằng một chiếc xe buýt, và được đặt tên theo tên của thủy quái Kraken, một con thủy quái trong truyền thuyết chuyên đi làm đắm thuyền. Đây là những cách động vật tự vệ để thoát khỏi thú săn mồi lạ lùng nhất trên thế giới. Đầu tiên là hagfish.
cá mù. Loài này được xem là hóa thạch sống vì chúng tồn tại hơn 300 triệu năm mà không có thay đổi gì nhiều cả. Khi bị tấn công, chúng sẽ tiết ra một chất nhờn. Chất nhờn này khi vào cơ thể kẻ thù sẽ tiếp tục giãn nở cho tới khi nào tắt thở mà thôi. Sau đó cá mù sẽ biến kẻ săn mồi của mình thành con mồi của chúng luôn. Tiếp theo là sea cucumber, hải sâm. Khi phòng vệ, chúng sẽ bắn cái ruột của mình để làm cho đối phương choáng váng và ngạt thở. Sau đó chúng sẽ để dòng nước cuốn đi. Điều quá dễ đây là chúng vẫn sẽ sống sau khi bắn cái ruột của mình ra vì cơ thể của chúng có thể tự tạo lại được bộ đồ lòng mới. Exploding ant, tạm dịch là kiến nổ. Để bảo vệ tổ của mình, chúng sẽ tự làm nổ bản thân, tiết ra một chất độc làm tê liệt đối phương. Nhưng mà khác với loài hải sâm, kiến nổ khi đã nổ thì sẽ đi gặp tổ tiên luôn. Pygmy slow loris, cu ly chậm lùn. Nhìn dễ thương vậy thôi nhưng mà nách của loài này chứa một chất cực độc được tiết ra khi mà chúng gặp nguy hiểm. Chúng sẽ chà chất độc đó lên toàn bộ cơ thể, kẻ địch khiêng vào sẽ bị sốc phản vệ và tử vong. Ngoài ra loài này còn chà chất độc của mình vào răng nữa, làm cho chúng có một trong những nhái cắn độc nhất trên thế giới. Đây là những bí ẩn các nhà khoa học vẫn chưa có lời giải thích. Thứ nhất là phần lớn vũ trụ được làm từ gì? Những gì con người biết về vũ trụ còn ít hơn cả một hạt cát trên bờ biển nữa. Và có một sự thật đáng sợ là cho tới khi con người tuyệt chủng đi nữa thì chúng ta sẽ không bao giờ biết hết về vũ trụ. Thứ hai là bí ẩn về Twilight Zone, vùng chạng vạng. Đây là vùng sâu 300m dưới đáy biển khu vực tam giác quỷ Bermuda, nơi mà ánh sáng không thể nào chạm tới được cũng như là kiến thức của loài người về nơi này. Tới bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được có con vật nào đang rình rập trong bóng tối ở khu vực đáy biển này. Và cuối cùng, thứ gì đã hủy diệt sao Kim? Sao Kim là hành tinh nóng nhất hệ mặt trời với nhiệt độ khoảng 900 độ C. Ở nhiệt độ này thì không có con vật nào mà sống được cả. Một số nhà khoa học tin rằng sao Kim đã từng như trái đất, có sự sống nhưng mà đã có một sự kiện nào đó hoặc là một thứ gì đó đã hủy diệt sao Kim. Người phụ nữ này sẽ mất mạng chỉ vì bóp một cục mụn. Một ngày đẹp trời nọ, người phụ nữ chung hình Dana Sedgwick đang tắm thì bà thấy một cục mụn, thế là bà quyết định bóp nó. Sau khi bóp cục mụn, bà cảm thấy mệt mỏi vô cùng, bà bèn đi bác sĩ khám để xem sao. Bác sĩ kê thuốc kháng sinh cho bà uống nhưng bệnh của bà càng ngày càng nặng hơn. Vài hôm sau, bà mệt tới nỗi mà bà phải bị nhập viện và được chẩn đoán bị một căn bệnh cực kỳ quái ác, necrotizing fasciitis, tạm dịch là bệnh ăn thịt. Nói nôm na là bà bị nhiễm trùng da và có thể dẫn tới tử vong. Sau khi nhập viện thì bà lại tiếp tục bị sepsis, nhiễm trùng hệ thống. Tỷ lệ sống của bà lúc này rớt xuống còn 30% mà thôi. Bác sĩ phải chụp thuốc mê cho bà ngủ 9 ngày. Cuối cùng bà Dana sống sót nhưng mà bà phải tiến hành 26 cuộc phẫu thuật để lấy da từ lưng của mình đắp vào những lớp da đã hư hoại ở đùi. Đây là những loài vật nguy hiểm nhất châu Phi, bạn tuyệt đối không được lại gần nếu bạn muốn sống. Ruồi CC khi hút máu người sẽ lây một loại ký sinh trùng vào cơ thể con người có tên là sleeping sickness, bệnh ngủ châu Phi. Khi bị nhiễm ký sinh trùng này thì bạn sẽ không thể nào ngủ được và nếu không chữa trị kịp thời thì bạn sẽ ngủ luôn. Ong châu Phi với những nhát chích đau gấp 10 lần ong thường và khi bị kích động thì cả đàn ong có thể dí bạn vài cây số mà không mệt mỏi. Tinh tinh, bạn mà lại gần nó thì nó sẽ xé bạn không còn cái gì luôn. Nhiễm châu Phi với những chiếc gai gây ám ảnh, khi gai nhiễm dính vào người bạn thì nó sẽ được tiếp tục đẩy vào bên trong cho tới khi nó đụng vào một động mạch chủ hoặc là một cơ quan nội tạng bên trong, dẫn tới tử vong. Trâu châu Phi còn có biệt danh khác là cái chết đen. Sư tử được loài trâu này dùng làm trò chơi tiêu khiển và mỗi năm nó tuyển hơn 200 người đi gặp ông bà sớm hơn dự kiến. Và cuối cùng là loài rắn mamba. Một nhát cắn trong vòng một tiếng mà không có thuốc chữa thì bạn sẽ được ngủ luôn. Đây là bí ẩn về người phụ nữ ngoài hành tinh khiến hàng loạt bác sĩ ngất xỉu trong phòng cấp cứu. Vào năm 1994, người phụ nữ trong hình Gloria Ramirez được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Riverside ở miền nam California, nước Mỹ. Khi đưa đến phòng cấp cứu, sức khỏe của Gloria đang trong tình trạng rối loạn nhịp tim đập bất thường. Thế là các y tá phải dùng biện pháp khử rung tim cho Gloria. Khi họ chuẩn bị khử rung tim thì phát hiện trên ngực của Gloria có một lớp dầu có mùi hoa quả và hơi thở của cô nồng mùi tỏi. Y tá bèn lấy máu đi xét nghiệm và phát hiện trong ống máu có mùi khí ammoniac và trong máu của cô có những hạt màu sắc lạ lùng. Đột nhiên một y tá trong phòng xét nghiệm ngất xỉu, một y tá khác thì khó thở, còn một y tá khi ngất xỉu tỉnh dậy thì không thể nào cử động được. Cùng lúc đó, ba trong số các bác sĩ điều trị cho Gloria cảm thấy khó thở và ngất xỉu. Tổng cộng có 23 bác sĩ ngất đi và trong số đó 5 bác sĩ phải nhập viện vì nguy kịch. Một nhóm chuyên gia về chất độc được gửi tới để phân tích chất độc nhưng mà không thấy chất độc nào hết. Một giả thuyết cho rằng toàn bộ các y bác sĩ trong ca cấp cứu của Gloria bị mass hysteria, rối loạn phân ly tập thể, làm cho họ tưởng tượng ra các dấu hiệu trên cơ thể của bệnh nhân. Nhưng tới bây giờ vẫn chưa có kết luận chắc chắn và cộng đồng y tế đã đặt tên cho Gloria là The Toxic Lady, người phụ nữ độc. Đây là những vùng rất lạ lùng nhất trên thế giới, miệng sông Catatumbo ở Venezuela. Nơi đây sông Catatumbo chảy vào hồ Maracaibo. Ở đây sét đánh 280 lần một giờ, 300 ngày một năm. Ở Việt Nam chờ đánh chánh quang nhưng mà ở đây thì chắc không có nha mọi người, đánh khi ăn luôn. Nếu mà tính số lần sét đánh theo năm thì ở đây mỗi năm đánh 1.200.000 lần, đủ để thắp sáng liên tục 100 triệu bóng đèn. Đảo Mardu thuộc quốc đảo Maldives. Vào mùa hè thì biển ở đây biến thành một màu xanh kỳ lạ vào buổi tối. Dân địa phương đặt tên cho hiện tượng này là The Sea of Stars, biển sao. Ánh sáng màu xanh lạ lùng đó được phát ra từ một loài sinh vật phù du sống trên đảo dùng để đuổi kẻ thù đi. Hố xanh Dean ở quốc đảo Bahamas. Đây được xem là hố xanh sâu nhất thế giới, có độ sâu hơn 200m. Nhìn cái miệng hố nhỏ vậy thôi nhưng mà xuống dưới đáy là một cái động cực kỳ to có đường kính 101m. Để bạn dễ hình dung thì cái hố này dư sức chứa một tòa nhà 60 tầng. Và cuối cùng, quốc đảo Mauritius. Hòn đảo này có một thứ vô cùng kỳ lạ, đó chính là những thác nước ở dưới biển. Hay nói đúng hơn là những thác cát. Cát ở trên bờ được nước biển cuốn trôi xuống đây tạo thành những thác cát nhìn rất là ảo diệu. Đây là những thiết kế lạ lùng như quả đất. Nếu bạn sợ, để lại vân tay trên màn hình điện thoại khi dùng. Bạn hãy dùng
bao ngón tay được thiết kế để bạn dùng điện thoại mà không để lại dấu vân tay. Bao ngón tay nha mọi người, không phải là bao tay. Nếu bạn là người già đi bộ sợ mất thăng bằng té về phía trước, xin giới thiệu đuôi robot cân bằng, giúp bạn giữ thăng bằng khi đi không bị té, đặc biệt dành cho người già. Mình mà già bắt mình đeo cái đuôi này thà mình ngồi nhà suốt đời. Nếu chân bạn hay đổ mồ hôi dẫn tới thúi chân, bạn có thể dùng giày máy lạnh. Đây thực chất chỉ là những cái lỗ thoáng khí nhưng mà nhà sản xuất gọi đây là máy lạnh. Mang giày này ở Sài Gòn mua là bao khô ráo chân luôn. Nếu bạn dẫn chó đi dạo sợ nó đi vệ sinh bậy, người ta chửi vô mặt bạn. Bạn đừng lo vì đã có bậy ị gắn đằng sau con chó của bạn để giúp nó, dù có ị bậy cũng không có rớt xuống đất. Nếu bạn đánh golf sợ mắc vệ sinh nhẹ không có chỗ đi vì sân golf quá lớn, hãy mua ngay gậy đánh golf tích hợp nhà vệ sinh. Bên trong gậy là một lỗ trống giúp bạn vừa đi vệ sinh vừa chơi golf. Đây được xem là căn nhà bí ẩn nhất thế giới, biệt thự Winchester ở thành phố San Jose, bang California, nước Mỹ, với tuổi thọ 138 năm. Người phụ nữ chúng mình tên là Sarah Party. Năm 1862, bà cưới William Winchester. Gia đình William thời đó thuộc dạng cực kỳ giàu vì ông kinh doanh súng ống đạn dược. Sau khi kết hôn được khoảng 20 năm thì William qua đời do bệnh lao phổi, để lại khối tài sản đồ sộ cho Sarah. Bà dùng số tiền thừa kế từ chồng xây một căn biệt thự và đặt tên là biệt thự Winchester. Và chuyện lạ lùng cũng từ đây bắt đầu. Nhà bình thường xây vài tháng là xong, nhưng mà biệt thự Winchester xây hơn 38 năm vẫn chưa xong. Bà thuê thợ xây nhà liên tục sáng đêm trong vòng 38 năm cho tới khi bà mất. Căn biệt thự này cực kỳ to, rộng khoảng 2.229 m², hơn 160 phòng, 2.000 cửa chính, 10.000 cửa sổ và 6 cái bếp. Kiến trúc bên trong cực kỳ lạ lùng, với những cánh cửa dẫn ra mái nhà hay là những cây cầu thang không có lối thoát. Một số người tin rằng Sarah bị ám bởi những linh hồn của những người bị giết bởi những cây súng chồng bà bán lúc còn sống. Bà xây căn nhà lớn như vậy như một mê cung để những hồn ma đó bị lạc và sẽ không bao giờ tìm được bà. Loài sinh vật dưới biển này nhìn y chang sinh vật ngoài hành tinh, dưới biển khổng lồ Stygiomedusa gigantea. Chúng có phần thân với bề ngang hơn 1 mét và những xúc tu dài 10 mét. Để bạn dễ hình dung thì đây là thân hình con sứa so với một cái xe buýt, hơn phân nửa cái xe buýt luôn mọi người. Khi ăn thì những con sứa này sẽ lấy những xúc tu này quấn vào con mồi rồi kéo vào miệng của nó. Những con cá nhỏ sẽ khéo léo ẩn mình vào con sứa này để trốn khỏi những kẻ săn mồi. Nếu ẩn nấp mà không tinh tế, lỡ dính vào xúc tu thì sẽ làm bữa ăn cho con sứa luôn. Loài sứa này thường sống ở Midnight Zone, tạm dịch là vùng đêm khuya. Khoảng 1.000 m cho tới 4.000 m dưới bề mặt đại dương, ở đây thì ánh sáng cũng không thể nào tới được. Các nhà khoa học tới bây giờ vẫn chưa thể nghiên cứu nhiều về loài sứa này vì chúng sống quá sâu ở dưới biển. Vì lý do đó nên loài sứa khổng lồ này vẫn được xem là một sinh vật bí ẩn trong thế giới khoa học. Hà mã thực sự là một loài động vật bị lỗi từ khâu thiết kế của mẹ thiên nhiên. Dù là họ hàng câu cá voi nhưng mà hà mã không thể nào bơi được. Nhưng một cú lừa tới từ đội hà mã là mặc dù chúng không bơi được nhưng mà chúng lặn được. Do có chút xương của hà mã đặt vào cơ thể nặng nề nên là xuống nước một cái là chìm. Phải đạp xuống đáy xong rồi ngồi lên mặt nước thở cái nín thở rồi chìm xuống lại. Và một điều gì hổm đây là mặc dù hà mã không biết bơi nhưng mà có thể chạy dưới nước, chạy còn nhanh hơn bơi nữa. Bởi vậy chúng được mệnh danh là ngựa nước. Ngoài ra em bé hà mã còn có thể bú sữa mẹ dưới nước bằng cách nín thở. Nhắc tới nín thở thì hà mã có thể nín thở dưới nước 5 phút. Mặc dù vậy chúng vẫn có thể ngủ ở dưới nước. Hà mã có một cơ chế ngủ dưới nước rất là lạ lùng. Chúng ngủ dưới nước 5 phút rồi cơ thể tự ngoi lên hít thở rồi chìm xuống ngủ tiếp mà chúng không cần phải dậy. Mình có một thắc mắc về nết đẻ của hà mã, mặc dù không biết bơi nhưng mà tại sao lại thích đẻ dưới nước, nết kỳ cục vậy. Đây là những cách chữa trị bệnh cực kỳ lạ lùng thời xưa. Bây giờ chúng ta đau đầu thì uống thuốc để hết đau đầu. Nhưng người La Mã cổ đại dùng cá đuối điện đặt lên cái vùng đầu bị nhức để cho nó giật điện hết đau đầu. Ở một số nước châu Á thời xưa để chữa trị bệnh đậu mùa, bác sĩ sẽ tiêm thuốc vào mũi bệnh nhân. Nhìn vậy không biết là hút hay là tiêm đó mọi người. Họ còn mê tín đó mọi người, nam tiêm mũi phải, nữ tiêm mũi trái. Bây giờ bạn bệnh bạn đi gặp bác sĩ, còn ở La Mã thời xưa bạn bệnh sẽ được người tới đọc thơ. Thời đó có một học giả La Mã tên Quintus Serenus. Ông viết một tập thơ tên là Liber Misericordialis và ông nói rằng tập thơ của ông có thể chữa bệnh. Ông tin rằng người nào bệnh nghe thơ của ông sẽ khỏi. Đương nhiên là không ai khỏi cả và ông bị chửi sắp mặt. Vị vua Tần Tủy Hoàng tin rằng thủy ngân là thần dược, thế là mỗi ngày ông uống một tí thuốc của thủy ngân. Nhưng thời đó ông làm gì biết rằng thủy ngân rất là độc, gây suy nhược cơ thể, hư não, hư thận và rất là dễ dẫn tới tử vong nếu ngộ độc. Đây là những thiết bị tra tấn kinh dị nhất trong lịch sử loài người. Pear Vanquish, quả lê đau đớn. Hồi xưa người ta lấy cái quả này nhét vào các lỗ trong cơ thể rồi làm giãn ra. Cách hành hạ nhân từ và nhanh nhất là bỏ vào miệng rồi làm giãn ra, bể sọ. Còn nếu muốn hành hạ gây đau đớn lâu nhưng mà không gây tử vong thì sẽ bỏ vào lỗ bên dưới cơ thể. Judas Cradle, cái nồi Judas. Cho người bị trừng phạt ngồi lên cái chỗ này rồi đè xuống. Nói tới đó thôi là mình thấy ghê rồi, mọi người tự tưởng tượng tiếp nha. Spanish Donkey, con lừa Tây Ban Nha. Cũng như Judas Cradle, người tra tấn sẽ ngồi lên với tư thế cưỡi lừa, sau đó bị đè xuống cho tới khi tét ra mà thôi. Iron Chair, ghế sắt. Nhìn cái ghế là bạn tự hiểu ha. Những cái gai này đủ sâu để gây đau đớn nhưng mà không đủ sâu để chạm tới những cơ quan nội tạng quan trọng. Người ta làm vậy để có thể tra tấn lâu hơn. Và cuối cùng Spanish Tickler, đồ cù lét Tây Ban Nha. Công nhận người Tây Ban Nha có nhiều cái đồ tra tấn kinh dị thiệt á. Người bị trừng phạt sẽ được gãi ngứa bằng cái này. Những cái gai này đủ bén để xuyên tới phần sâu nhất trong cơ thể. Bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng loài ốc mượn hồn còn thông minh hơn bạn tưởng. Khi một con ốc mượn hồn thấy một chiếc vỏ rỗng, chúng sẽ nghiên cứu xem coi cái vỏ này có vừa với chúng hay không. Nếu mà không vừa thì chúng sẽ đợi kế bên chiếc vỏ tới tận 8 tiếng.
Chúng sẽ đợi xem có con ốc mượn hồn nào khác vừa với chiếc vỏ đó hơn không. Nếu con tiếp theo cũng không vừa thì chúng lại tiếp tục cùng nhau đứng chờ tạo thành một hàng dài từ con ốc lớn nhất cho tới con ốc nhỏ nhất. Sau khi tìm được một con phù hợp thì chúng sẽ thay phiên đổi nhà để ai cũng có một chiếc vỏ mới vừa vặn với cơ thể mình hơn. Mấy anh chị hay chân hàng hy vọng xem video này xong học được một tí gì đó thôi từ những chú ốc này. Đây là phòng giam dùng để trừng phạt tù nhân khốc liệt nhất trên thế giới. Mô hình nhà tù này có tên là Oubliette, là một từ tiếng Pháp có nghĩa gốc là lãng quên. Vì tù nhân bị quăng xuống phòng giam này sẽ bị bỏ đó và lãng quên. Tù nhân bị quăng vào Oubliette sẽ không được cho ăn, cho đói tới khi nào đi gặp ông bà tổ tiên thì thôi. Phòng giam này thường rất hẹp, không đủ chỗ cho tù nhân ngồi hoặc là nằm, chỉ đủ chỗ để cho tù nhân đứng và nhìn lên trên. Rất nhiều người khi bị quăng vào Oubliette bị gãy tay gãy chân. Tưởng tượng bạn bị gãy chân mà bạn chỉ có thể đứng không thể ngồi hoặc là nằm. Thường Oubliette được xây trong các bức tường của những lâu đài. Tù nhân khi bị nhốt vẫn có thể nghe các hoạt động diễn ra sôi nổi trong lâu đài. Có khi họ còn ngửi được mùi thức ăn đang nấu trong khi họ đang đói cồn cào. Nhưng họ không làm gì được ngoài việc đứng cho tới khi biến thành một bộ xương khô. Những sự thật đáng sợ về thế giới động vật. Đây là ốc nón, chúng rất là nhỏ nhưng mà có một trong những cú chích đau và nguy hiểm đến tính mạng nhất thế giới. Khi bị đe dọa, chúng sẽ bắn một chất độc có khả năng gây co giật làm nạn nhân ngưng thở. Chất độc đủ mạnh để tiễn 10 người đi gặp ông bà tổ tiên. Mỗi năm số người bị thiệt mạng do bò đá hoặc giẫm đạp nhiều hơn những người bị cá mập tấn công. Nên bạn đừng có nhìn mấy con bò cười như vậy mà nghĩ nó thân thiện nha. Những con dơi này được gọi là dơi ma cà rồng vì chúng sống đúng với cái tên của mình, hút máu động vật kể cả người để sống. Chúng cảm nhận mạch máu bằng nhiệt phát ra từ cơ thể con mồi, sau đó chúng cắn vào và hút. Loài dơi này rất biết chia sẻ với nhau. Cái này nghe hơi bẩn nhưng mà một con đang đói không tìm được thức ăn sẽ được một con ăn no truyền máu cho. Đây là những kiến thức có thể cứu mạng sống của bạn. Có thể bạn không cần nhưng mà đời không ai biết trước được điều gì nên bạn cứ biết đi cho chắc. Nếu bạn đang đi ngoài đường gặp một con kangaroo, chuột túi và nó đòi đấm bạn thì bạn hãy ho vào mặt nó. Chuột túi khi nghe tiếng ho ngắn và nhỏ sẽ xem đó là dấu hiệu của sự quy phục. Có nghĩa là nó xem bạn yếu hơn nó, không cần phải đánh đấm để xem ai mạnh hơn. Nếu bạn không ho thì nó sẽ đấm bạn tới khi nào tìm ra được người mạnh hơn thì thôi. Khi gặp sư tử, bạn đừng quay đầu bỏ chạy vì nó sẽ dí bạn. Hãy nhìn thẳng vào mắt nó và giơ tay lên để tỏ vẻ lớn hơn, đuổi nó đi. Nếu bạn thấy vòi con voi cong lại và lỗ tai nó kéo về sau thì bạn hãy chạy đi vì nó chuẩn bị tấn công bạn đó. Nếu đang bị dí, bạn hãy chạy kiểu zigzag để cho nó mất phương hướng và tìm một vật gì đó lớn đi núp đằng sau. Đây là người phụ nữ đẻ nhiều nhất trên thế giới, Valentina Vasilieva, là một nông dân người Nga sống ở thế kỷ 18. Bà đạt kỷ lục Guinness với biệt danh là người đàn bà đẻ nhiều nhất với 69 đứa con. Bà đẻ tổng cộng 27 lần và bây giờ chúng ta hãy thử tính coi bà đẻ kiểu gì mà được 69 đứa nha. Bà có 4 lần sinh 4 là 16 đứa, 7 lần sinh 3 là 21 đứa và 16 lần sinh 2 là 32 đứa. Tổng cộng lại là 69 đứa con. Bà bắt đầu sự nghiệp đẻ con của mình vào năm 1725 và kết thúc đẻ lần cuối cùng vào năm 1765. 40 năm chỉ có ăn rồi đẻ mà thôi. Sách kỷ lục Guinness xem Valentina là người đàn bà ngon nhất vì tới bây giờ vẫn chưa có ai đánh bại được kỷ lục 69 đứa con của bà cả. Đây là những sự thật đáng sợ về cơ thể con người bạn ước gì mình chưa từng nghe. Bạn thường sẽ cảm thấy bồn chồn trong bụng khi đi tàu lượn siêu tốc. Một phần là do bạn hồi hộp hay là hào hứng. Phần còn lại là do khi bạn lượn lên lượn xuống thì lòng gan phè phổi của bạn cũng lượn lên lượn xuống theo bạn luôn. Nếu bạn chú ý thì bạn sẽ thấy người già có lỗ tai to và bự hơn bình thường. Đó là vì lỗ tai của bạn sẽ không ngừng phát triển cho tới khi bạn qua đời. Trong toàn bộ cuộc đời của bạn thì bạn sẽ dành khoảng 1 năm để vệ sinh. Ruột non trong cơ thể chúng ta nhìn cuộn qua cuộn lại có vẻ hơi ngắn nhưng mà nếu kéo thẳng ra thì sẽ dài khoảng 6 mét. Ở mỗi độ tuổi hoặc là nhóm tuổi, cơ thể của chúng ta sẽ có một mùi khác nhau. Đó là lý do khi bạn tiếp xúc người già sẽ thấy họ có một mùi rất là đặc trưng, rất là người già. Đây là lý do tại sao bạn lại ghét nghe giọng của mình tới như vậy. Chúng ta nói chuyện một mình nghe rất bình thường nhưng mà khi thu âm nghe lại thì rất là tởm. Lý do là khi bạn nghe giọng của người khác, bạn nghe nó qua một thứ gọi là ear conduction, truyền âm không khí. Âm thanh vào lỗ tai bạn làm rung màng nhĩ, sau đó đi qua các xương tai nhỏ. Qua xương nhỏ rồi âm thanh sẽ tới cochlea, gọi là ốc tai vì nó nhìn giống như con ốc. Ốc tai sẽ kích thích các sợi thần kinh trên não và cho não bạn biết rằng đây là âm thanh đó nha. Nhưng khi bạn nói và nghe lại chính mình thì lúc này nó lại khác vì phần lớn âm thanh bạn nghe thông qua một thứ gọi là bone conduction, truyền âm thông qua xương. Nghĩa là âm thanh truyền thẳng từ thanh quản của bạn cho tới xương sọ của bạn. Lúc này thì âm thanh sẽ nghe rất là thấp. Bởi vậy bạn tự nói và nghe bình thường thôi thì giọng của bạn sẽ rất là trầm, nghe rất là cuốn hút. Nhưng mà nếu bạn thu âm giọng của bạn rồi nghe lại thì lúc này âm thanh chỉ được truyền qua không khí thôi. Đó là lý do bạn nghe giọng của bạn hơi cao và the thé, rất là tởm. Ở đây coi thích nghe giọng của mình không ta, cho mình biết với. Đây là khu vườn độc nhất trên thế giới. Khu vườn này có tên gốc là The Alnwick Garden, khu vườn Alnwick, hoặc là cái tên phổ biến hơn The Poison Garden, khu vườn có độc. Bạn không được vào đây tham quan nếu không có hướng dẫn viên vì tất cả các loài cây và hoa trong đây đều có độc. Chủ nhân của khu vườn này chính là Jane Percy, nữ công tước xứ Northumberland. Chồng của Percy khuyến khích bà cải tạo lại vườn khi mà gia đình chuyển tới lâu đài Alnwick vào năm 1996 và ông tặng bà 5 triệu bảng Anh, tương đương với 87 tỷ đồng Việt Nam để làm vườn. Thay vì làm một khu vườn bình thường nhạt nhẽo thì bà quyết định phá cách sáng tạo, lôi tất cả các loài cây và hoa độc nhất thế giới vào trồng. Đó là lý do bạn phải có hướng dẫn viên đi cùng để không ngửi, ăn hoặc là chạm bậy bạ rồi chúng độc. Ở xung quanh khu vườn có rất nhiều biển cảnh báo du khách không được tiếp xúc với cây, nhưng mà vẫn có một số du khách tò mò thử xong sau đó nhập viện. Có một số cây ở đây độc tới nỗi bạn chỉ cần đi ngang qua thôi cũng xỉu. Mỗi năm khu vườn này tiếp khoảng 600.000 khách và có khoảng 100 tới 200 khách ngất xỉu khi đang tham quan. Đây là những cách đăng xuất trái đất đau đớn nhất theo các nhà khoa học.
rơi tự do trong thang máy. Lực rơi trong thang máy đủ mạnh để làm nội tạng trong cơ thể của bạn bay ra khỏi người, bị rơi vào một sao neutron. Trọng lực của ngôi sao sẽ xé bạn tan nát. Nếu bạn vẫn trâu bò còn sống thì tiếp tục bị phóng xạ hủy diệt. Và nếu bằng một thế lực hoặc là lý do nào đó bạn vẫn còn sống thì từ trường của ngôi sao sẽ làm cho các hạt nguyên tử trong cơ thể của bạn thay đổi hình dạng. Lúc đó bạn không phải con người nữa mà thành con gì khác luôn rồi. Rơi xuống rãnh Mariana, rãnh đại dương sâu nhất thế giới. Áp lực ở dưới đây sẽ làm cho bạn dẹp lép như con tép. Cách đăng xuất trái đất cuối cùng cực kỳ đau đớn, mất nước. Cơ thể của bạn sẽ kéo tất cả các phần nước còn lại trong nội tạng ra để duy trì sự sống. Bạn sẽ cảm thấy đau đớn vô cùng khắp toàn thân. Bạn sẽ gặp ảo giác, quên cách để vệ sinh, máu sẽ trở nên cực độc và cuối cùng bạn đăng xuất trái đất. Đây là những chiếc giường lạ lùng nhất trên thế giới. Giường hình cuốn sách. Chiếc giường này cực kỳ thích hợp đối với những bạn thích đọc sách, thích hòa mình vào cuốn sách, dính mình vào cuốn sách luôn. Giường tàu lượn siêu tốc dành cho những bạn vừa muốn ngủ vừa muốn có cảm giác mạnh. Nếu bạn lười dọn giường vào buổi sáng thì đây chính là chiếc giường của bạn, vì nó sẽ tự dọn lại ngăn nắp chỉ bằng một nút bấm mà thôi. Giường tổ chim dành cho những bạn muốn ngủ như một con chim ở trong tổ. Công ty sản xuất giường này cho biết cái giường lớn nhất của công ty có thể chứa được 16 người ngủ. Giường hamburger dành cho những bạn muốn có cảm giác vừa ngủ vừa bị kẹp như miếng thịt hamburger. Và cuối cùng là chiếc giường đứng. Bạn nào ngủ nằm chán rồi thì hãy mua ngay chiếc giường ngủ đứng này đi mọi người. Hai bên giường sẽ siết chặt lại tạo cảm giác như bạn đang nằm. Đây là những trường hợp tử vong vô duyên và lãng xẹt nhất thế giới. Có một người đàn ông đốt tổ ong, sau đó chùm bao ni lông lại để thở và để ong không chích vào mặt. Sau đó người đàn ông này không bị ong chích thiệt nhưng mà qua đời do bị nghẹt thở. Có một người phụ nữ nọ đang lấy xe đi chợ nhưng mà bà không nhớ rằng mình có mang theo bao để đựng đồ không, thế là bà bèn nhảy ra khỏi xe để ra cốp sau kiểm tra. Bà quên thắng xe trước khi ra khỏi xe nên là lúc đang kiểm tra thì xe tự chạy ngược về sau cán bà tử vong. Một thanh niên nọ mới mua một chiếc đèn lava, là một loại đèn phát sáng ảo diệu trong bóng tối. Thường đèn này bật lên đợi một tí nó mới phát sáng, nhưng mà thanh niên này quá nôn nóng, bạn để lên bếp hâm nóng cho nó mau sáng. Đèn chỉ chịu được nhiệt tới 40 độ C nên là chỉ vài phút sau đèn nổ cái đùng, tiện anh đi gặp ông bà. Còn một thanh niên khác nghĩ rằng mình chạy bộ nhanh tới nỗi có thể ngồi trong xe đang chạy với vận tốc cao, sau đó nhảy ra chạy bộ bình thường. Thanh niên này cũng thử nhưng mà rất tiếc là chỉ thử được một lần mà thôi. Đây là những gì con người sẽ làm được khi chúng ta đạt đến nền văn minh cao nhất trong vũ trụ. Theo nhà thiên văn vật lý học người Nga Nikolai Kardashev, các nền văn minh trong vũ trụ được chia ra thành 6 mức độ. Ở mức độ thứ nhất, chúng ta có khả năng khai thác toàn bộ năng lượng của hành tinh mẹ, trong trường hợp này chính là trái đất, nghĩa là chúng ta sử dụng và điều khiển tất cả các loại năng lượng trên trái đất như là năng lượng mặt trời, gió, nước. Ở mức độ thứ hai, chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm, khai thác, sử dụng và điều khiển năng lượng ở những hành tinh khác. Mức độ thứ ba, lúc này chúng ta sẽ hoạt động trên phạm vi các dải ngân hà. Con người sẽ có khả năng sử dụng năng lượng và dịch chuyển hành tinh từ hệ mặt trời này sang hệ mặt trời khác. Bạn cứ tưởng tượng dải ngân hà là sân chơi, còn các hành tinh là đồ chơi của con người. Mức độ 4, nền văn minh ở mức độ này có khả năng khai thác toàn bộ năng lượng trong vũ trụ. Con người bắt đầu học thao túng thời gian và không gian, bước gần tới sự trường sinh bất tử. Mức độ 5, sự khởi đầu của đa vũ trụ, vì lúc này con người sẽ có khả năng điều khiển nhiều vũ trụ. Nền văn minh ở mức độ này gần như không có gì đánh bại được. Và mức độ cuối cùng, mức độ 6, ở ngưỡng thượng thừa này thì chúng ta chính thức tồn tại ngoài thời gian và không gian. Chúng ta có khả năng tạo và hủy diệt vũ trụ và đa vũ trụ. Và một số người tin rằng đấng sáng tạo ra là người và vũ trụ đang tồn tại ở nền văn minh này. Đây là con sáng dây dài nhất được kéo ra từ cơ thể con người. Con sáng dây đã nằm trong bụng của một người đàn ông Ấn Độ. Ông tới khám nói với bác sĩ rằng mình bị đau bụng dữ dội và cảm thấy như là mình bị thiếu máu. Sau một loạt kiểm tra thì bác sĩ phát hiện trong bụng ông có một con sáng cực kỳ dài. Mình sẽ cho mọi người coi hình của con sáng đó, nhưng mà ai đang ăn thì nên dừng một tí đi nha. Đây chính là con sáng, nó dài 25 mét, ruột người chỉ dài có 5 mét. Một con sáng dài 25 mét nó chui chỗ nào? Trên thế giới hiện có khoảng 20 triệu người bị ảnh hưởng bởi sáng dây, và điều mình thấy hơi ớn là chúng có thể sống trong cơ thể người từ 25 cho tới 30 năm. Đây là loài côn trùng tới từ địa ngục. Loài này có tên tiếng Anh là Armored Bush Cricket, dế bụi bọc thép, là một loài côn trùng ăn thịt. Chúng hay bò vào tổ chim ăn thịt chim con khi ba mẹ đi vắng. Khi bị tấn công hoặc là đe dọa thì chúng sẽ bắn máu có độc của mình ra vào mắt của đối phương. Không được nữa thì chúng sẽ ói tất cả những gì có trong bụng chúng ra và lấy cái dung dịch ói đó bao trùm cơ thể của mình để làm cho kẻ thù hoảng sợ. Sau khi loài dế này bắn máu ra để tự vệ thì chúng phải lau sạch bản thân ngay lập tức. Không phải là do ói sạch nhưng mà nó sợ máu của nó sẽ thu hút những con dế khác tới ăn thịt nó. Đây là những loài động vật có hành vi lạ lùng nhất trên thế giới. Những con quạ có thói quen hay tìm tổ kiến và ngồi lên đó. Vì khi con kiến cắn thứ gì đó thì chúng sẽ tiết ra một chất axit có thể tiêu diệt vi khuẩn và ký sinh trùng. Thoạt đầu bạn nhìn vô con vật này có thể lầm tưởng nó với rắn, giun hoặc là lươn. Nhưng thật sự ra nó có cái tên riêng gọi là Sicilian, một loài động vật lưỡng cư giống như là ếch. Sau khi đẻ thì Sicilian mẹ mọc ra một lớp da cực kỳ dày đầy chất dinh dưỡng cho con của mình ăn. Những đứa con sẽ ăn da của mẹ mình cho tới khi nào đủ lớn để tự đi tìm thức ăn. Và cứ 3 ngày thì Sicilian mẹ sẽ thay một lớp da mới để cho con mình ăn. Nhưng mà danh hiệu người mẹ của sẽ thuộc về nhện sa mạc Stegodryphus lineatus. Sau khi đẻ con thì nhện mẹ sẽ ói ruột trong cơ thể ra để làm thức ăn cho con của mình. Sau đó gần như mọi cơ quan nội tạng của cơ thể nhện mẹ đều phải hy sinh cho đàn nhện con ăn, trừ tim ra. Vì nhện mẹ cần tim để sống cho tới khi con của mình đủ lớn. Sau đó thì bà sẽ ra tín hiệu cho con của mình lại ăn toàn bộ cơ thể của mình cho tới khi con nhện mẹ chỉ còn một bộ xương khô. Đây là những phát minh thiên tài dành cho những người lười biếng. Máy liếm kem tự động dành cho những bạn không muốn phải tự liếm kem. Bạn để một cục kem vô bấm nút nó sẽ tự quay vòng vòng cho bạn mà chỉ cần để lưỡi vô liếm mà thôi. Bạn đỡ phải quay cổ tay khi mà ăn kem.
Nếu bạn như mình hay uống cà phê sáng nhưng mà lười khuấy đường, hãy sắm cho mình một chiếc ly tự khuấy. Bạn bỏ những gì mình muốn khuấy vào đây, sau đó bấm nút nó sẽ tự khuấy cho bạn. Nếu bạn làm biếng không muốn thắt dây dày hoặc là thắt mà nó cứ bung ra hoài, thì đôi dây tự thắt này rất là thích hợp với bạn luôn. Bạn chỉ cần bỏ chân vào bấm nút thì nó sẽ tự siết chặt lại cho bạn. Mấy bạn nam đi vệ sinh nhẹ làm biếng nhấc nắp bồn cầu lên nước văng tung tóe làm mẹ chị em bạn gái bực mình thì hãy tìm ngay đồ nhấc bồn cầu không cần dùng tay. Bạn đi vệ sinh xong chỉ cần đạp một cái thì nắp bồn cầu sẽ tự nhấc lên luôn. Ai làm việc công sở muốn nằm ngủ trưa ngay trên bàn mà không có gói thì đừng lo, bạn đã có cà vạt tự phòng to. Bạn chỉ cần nhấn nút nó sẽ phồng lên thành cái gói cho bạn ngủ trưa. Đây là bằng chứng về việc con người mang thai với người ngoài hành tinh. Đầu tháng 4 năm nay, Bộ Quốc phòng Mỹ đã giải mật một bộ tài liệu dài 1.500 trang về người ngoài hành tinh. Tài liệu bảo mật này báo cáo về những công nghệ tiên tiến của người ngoài hành tinh như là áo choàng tàng hình, những kế hoạch chinh phục hành tinh khác của con người. Nhưng mà điều đáng chú ý về bộ tài liệu này đó là những báo cáo về ảnh hưởng đối với sức khỏe của con người sau khi gặp người ngoài hành tinh. Nổi bật nhất là 5 trường hợp làm chuyện ấy giữa con người và người ngoài hành tinh và một trường hợp của một người phụ nữ mang thai với người ngoài hành tinh. Đây là những trường hợp tử vong vô duyên và lãng xẹt nhất trên thế giới. Vào tháng 1 năm 2020, có một người phụ nữ đi tham quan thác nước ở Colombia. Cô mải mê tìm góc chụp hình tự sướng đẹp nhất mà không thèm chú ý tới biển báo không được lại gần thác nước. Thế là cô trượt chân té thẳng xuống suối vàng gặp ông bà tổ tiên. Người ta hay nói rằng đừng có nên lắc máy bán hàng tự động phòng trường hợp nó ngã lên người bạn, nhưng mà một số người đâu có tin, vẫn tưởng đó là lời nói đùa. Một thanh niên sống ở bang Florida mua một lon nước ngọt ở máy bán hàng tự động nhưng mà nó bị kẹt. Thế là anh quyết định lắc máy bán hàng tự động để cho nó văng ra. Lắc kiểu gì không biết mà nó ngã vô người anh, tắt thở ngay tại chỗ. Một người phụ nữ kể với bạn trai của mình rằng cô được người ngoài hành tinh liên lạc tới một vùng đất hoang mạc được chỉ định để gặp người ngoài hành tinh. Thế là cặp đôi này dắt tay nhau đi cắm trại cái khu hoang mạc được chỉ định đó để gặp người ngoài hành tinh. Họ đợi hơn một tuần tới khi hết đồ ăn cắm trại rồi mà họ vẫn ngồi đó đợi trong trời tuyết cực kỳ lạnh cho tới khi cả hai lạnh cóng và tử vong. Có hai thanh niên sống ở bang Arizona rảnh rỗi xin ông nội không biết làm gì lấy súng đi bắn sừng rồng. Nếu bạn chưa biết thì bang Arizona là nhà của những cây sừng rồng cao nhất thế giới, có những cây cao hơn 12 mét. Sau khi tìm được một cây sừng rồng cao khoảng 9 mét, hai người này không muốn bắn xa, muốn lại gần bắn mới chịu. Bắn xong cái cây rớt xuống, hai người này chạy không kịp bị đè tử vong tại chỗ. Bạn có thể biết được tâm trạng và tính cách của chó thông qua tư thế ngủ của chúng. Nếu chú cún của bạn nằm ngủ nghiêng qua như vậy thì chúng rất là tin tưởng và trung thành với bạn. Đây là tư thế thoải mái nhất của chúng, giúp chúng có thể ngủ sâu hơn. Tư thế ngủ này được gọi là tư thế ngủ sư tử, thể hiện rằng chú chó của bạn rất là muốn bảo vệ bản thân mình và chủ của mình. Chúng ngủ nhưng mà sẵn sàng tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Còn đây là tư thế ngủ siêu anh hùng, thể hiện rằng chú chó của bạn rất là náo nhiệt, lúc nào cũng muốn chơi. Chơi mà xong thì nằm phè ra ngủ như vậy đó. Khi chú chó nhà bạn ngủ với tư thế cuộn tròn như vậy có nghĩa là chúng đang lo lắng. Thường những chú chó mới được nhận nuôi hoặc là tới nhà mới sẽ nằm tư thế này để ngủ để bảo vệ bản thân của chúng và làm quen với chủ mới. Tư thế ôm ấp thể hiện rằng chú chó của bạn đầy tình yêu thương, muốn gần gũi hơn với bạn. Và tư thế cuối cùng, nằm ngửa ra mà ngủ. Nếu mà chú chó của bạn nằm ngủ với tư thế này thì chúng thật sự rất là tin tưởng bạn và thoải mái với môi trường xung quanh, vì tư thế này rất là dễ tổn thương. Những sự thật đen tối về động vật có thể bạn không được dạy trong trường. Đây là guru Diego, nổi tiếng với việc không thể nào ngưng làm chuyện ấy. Cụ đã 100 tuổi, sống trên quần đảo Galapagos ở Thái Bình Dương. Và quan trọng là cụ là cha của hơn 800 con rùa. Khi cá mặt quỷ Anglerfish làm chuyện ấy thì con đực nhỏ hơn con cái gấp 500.000 lần sẽ cắn người vào con cái. Truyền tất cả ruột gan phè phổi của mình cho con cái trong lúc làm chuyện ấy cho tới khi chỉ còn là một cái xác khô. Một con cái có thể làm với 6 con đực. Vào năm 1992, một số nhà khoa học phải thủ tiêu các nghiên cứu của mình về loài chim cánh cụt vì sự đồi bại của chúng. Nào là chim cánh cụt đực làm chuyện ấy với nhau, rồi chim cánh cụt còn sống làm chuyện ấy với những con đã qua đời. Hay là chim cánh cụt đực dùng vũ lực để làm chuyện ấy với chim cánh cụt cái. Nếu bạn nuôi chim thì chỉ nên sờ phần đầu hoặc chân của chúng. Đừng nên sờ phần lưng hoặc là dưới cánh vì chúng sẽ rạo rực tưởng bạn là bạn tình của chúng. Bạn có thể biết được tâm trạng và tính cách của mèo thông qua tư thế ngủ của chúng. Tư thế cuộn tròn. Nếu mèo nhà bạn ngủ tư thế này có nghĩa là chúng đang muốn giữ nhiệt và bảo vệ những cơ quan nội tạng quan trọng trong cơ thể. Bạn mà thấy chúng nằm như vậy có nghĩa là chúng không muốn ai lại gần cả. Tư thế nằm một bên. Đây được xem là một trong những tư thế ngủ thoải mái nhất của mèo. Chúng ngủ rất sâu trong tư thế này. Thường vì chúng tin tưởng bạn và cảm giác an toàn với môi trường xung quanh. Tư thế ngủ mở mắt. Thường những chú mèo mới được nhận nuôi hoặc là ở những nơi chúng cảm thấy không an toàn sẽ ngủ như vậy. Tư thế này giúp chúng có thể ngủ nhưng mà cũng có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào để đối phó với những trường hợp nguy hiểm. Tư thế hai chân trước đặt dưới ngực. Khi chúng ngồi như vậy thì dù có nhắm mắt không có nghĩa là chúng ngủ, chúng chỉ đang thư giãn mà thôi. Tư thế này mình đặt tên là ngủ mất hơi liêm sỉ. Con mèo nhà mình nó ngủ như vậy nè mọi người. Nếu mèo nhà bạn ngủ cong vẹo đủ kiểu có nghĩa là chúng rất là thích là trung tâm của sự chú ý, là cái rốn của vũ trụ. Và tư thế cuối cùng, ngủ trên người bạn. Đây là dấu hiệu chúng cực kỳ tin tưởng và yêu thương bạn. Con vật này chính là nỗi ám ảnh của cá mập, đó chính là false killer whale. Cá voi sát thủ giả mạo. Nó có tên như vậy bởi vì nó có hành vi và nhìn giống như là cá voi sát thủ nhưng thực ra nó là cá heo. Con to nhất dài 6 mét và nặng 1.814 kg. Cá mập mỗi lần thấy cá voi sát thủ giả mạo phải nhường đường hoặc là bơi mất dép. Trong bức hình này, một đàn cá voi sát thủ giả mạo đang dí một con cá mập. Thực đơn của loài này gồm những con cá nhỏ và mực, nhưng mà khi chúng đói ơi là đói thì thấy gì ăn đó, kể cả cá mập và những con cá heo khác. Và điều đáng sợ của loài này chính là sự biến thái của chúng. Chúng sẽ không ngại làm chuyện ngay với những loài cá khác để giải tỏa không chỉ khác giới mà còn đồng giới nữa. Đó là lý do bạn sẽ không bao giờ thấy loài cá voi sát thủ giả mạo sống chung với những loài cá khác trong những bể nuôi sở thú. Vì khi tiếp xúc với những loài cá khác thì một, chúng sẽ hành hung, hai là chúng sẽ đè ra mà làm chuyện đó. Điều đáng sợ là trong tự nhiên chúng không bơi riêng lẻ một mình mà mỗi lần đi kéo 500 anh em đi theo. Bạn hãy tưởng tượng đây là một con cá heo yếu ớt bình thường bị bao vây bởi 500 anh em cá voi sát thủ da mạo. Như trong bức hình này, một con cá voi bình thường bị những con cá voi sát thủ da mạo khác bao vây.
Đây là đường hầm có thể chứa sự diệt vong của con người. Đường hầm băng vĩnh cửu ở bang Alaska, Mỹ. Đường hầm này được quân đội Mỹ đào vào năm 1963 với mục đích làm hầm dự trữ vũ khí cho chiến tranh lạnh. Nhưng sau đó quân đội Mỹ không sử dụng nữa mà đưa lại cho các nhà khoa học để nghiên cứu. Trong lúc nghiên cứu, các nhà khoa học tìm được những bộ xương của các loài động vật từ kỷ băng hà như là voi, mammut. Điều kỳ lạ là những bộ xương này nhìn rất là mới, không được xem là hóa thạch mặc dù nằm ở dưới lòng đất hơn cả chục ngàn năm. Nguyên nhân là do chúng nằm ở dưới lớp băng vĩnh cửu được bảo toàn hoàn hảo. Các nhà khoa học cũng tìm được những bức tường băng có chứa những con vi khuẩn tiền sử. Những loài vi khuẩn được tìm thấy tới thời điểm hiện nay vẫn là vô hại. Nhưng vì đường hầm này vẫn được khai thác nên là các nhà khoa học vẫn đang lo âu rằng một ngày nào đó sẽ đào chúng những tảng băng có chứa những con vi khuẩn có khả năng mang lại sự tuyệt chủng cho loài người. Đây là những người tử vong do ăn đồ thừa. Vào năm 2003, một gia đình người Mỹ đi dã ngoại ăn mì ý còn thừa. Thế là họ quyết định bỏ vào tủ lạnh để mốt ăn tiếp. 3 ngày sau, một thành viên trong gia đình lấy hộp mì thừa ra ăn, bắt đầu ói thở dốc nên phải nhập viện. Vì khó thở nên khi nhập viện cô được hỗ trợ thở bằng máy. Sau đó được chuyển cấp cứu vào bệnh viện đại học Leuven để được điều trị tốt hơn. Nhưng trong lúc di chuyển cô bị chảy máu trong phổi trầm trọng và qua đời 20 phút sau khi tới bệnh viện mới. Trong một câu chuyện khác, một cô bé thụy sĩ ăn mì ý làm trước đó 4 ngày cũng đau bụng phải nhập viện. Sau khi nhập viện thì da của cô bé này vàng đi và được chẩn đoán là bị suy gan tốc độ cực nhanh và cô bé này qua đời chỉ một ngày sau khi nhập viện. Trong hai trường hợp tử vong trên, sau khi khám nghiệm tử thi thì bác sĩ tìm được một loại vi khuẩn trong gan của họ có tên là Bacillus cereus, đọc và viết tắt là B. cereus. B. cereus thường được tìm thấy trong đất cũng như các loại đồ ăn phổ biến như là thịt, rau củ và sữa. Bạn có thể tiêu diệt chúng khi nấu đồ ăn trên 121 độ C trong vòng 80 phút. Và khi bảo quản đồ ăn để tránh loại vi khuẩn này sinh sôi nảy nở thì đồ ăn nóng bạn để trên 57 độ C và lạnh dưới 4 độ C. Đây là những sự thật đáng sợ về loài gấu Bắc Cực. Chúng là một trong số những loài động vật sẵn sàng săn con người để làm đồ ăn nếu mà quá đói mà không có gì để ăn. Gấu Bắc Cực mà đói quá không có gì ăn thì chúng ăn cả con của chúng luôn thì nói gì con người. Đa số các loài gấu khác chỉ ăn trái cây và mật ong nhưng mà gấu Bắc Cực thì ăn thịt và chỉ thịt mà thôi. Mũi của gấu Bắc Cực nhạy như là chó đánh hơi, có thể ngửi thấy mùi con mồi cách chúng 16 km và chúng có thể ngửi xuyên lớp băng dày hơn 1 mét. Nên nếu bạn thấy một gấu Bắc Cực xuất hiện trước mặt bạn thì đã quá trễ cho cuộc đời của bạn, vì có thể chúng đã lên kế hoạch săn bạn vài phút trước rồi. Một cách có thể giúp bạn chạy khỏi gấu Bắc Cực là quăng quần áo của bạn ra để cho chúng mất tập trung và chạy đi. Nhưng mà đó chỉ là lý thuyết mà thôi. Trên thực tế, nếu bạn không có quần áo Bắc Cực thì bạn không chết do gấu Bắc Cực dí bạn 40 km/h cũng bị chết do lạnh cống. Đây là người đàn ông mất cả khuôn mặt của mình chỉ vì ăn bánh mì bị hư. Người đàn ông này có tên là Mark Tatum. Vào một đêm nọ năm 2000, Mark chuẩn bị đi ngủ thì cảm thấy bị nhức đầu. Hôm sau tỉnh dậy thì cơn nhức đầu của Mark dữ dội hơn nên là vợ của ông đưa đi nhập viện. Các bộ phận trên mặt của ông dần dần bị hư hoại và cuối cùng ông được chẩn đoán với một căn bệnh cực kỳ hiếm gây ra bởi một loại vi khuẩn nấm mốc có tên là mucormycosis được tìm thấy trong bánh mì bị hư ông ăn trước đó. Loại vi khuẩn này được mệnh danh là vi khuẩn ăn thịt vì chúng làm hoại tử những nơi chúng chạm tới. Mark bị mất mắt, cầm và mũi của mình. Trên mạng có hình không che nhưng mà mình khuyến cáo trước là đừng vừa ăn vừa xem nha. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật để cho một khuôn mặt mới. Sau khi được gắn vào khuôn mặt mới thì ông đeo kính và để râu để che đi khuôn mặt nhân tạo của mình. Rất tiếc là Mark qua đời vào năm 2005, 2 tháng sau khi được gắn vào khuôn mặt mới. Và đây là bức hình khuôn mặt của Mark vài ngày trước khi bị vi khuẩn nấm mốc ăn hết khuôn mặt của mình. Đây là những sự thật đáng sợ bạn nên biết về loài hổ. Hổ là loài mèo lớn nhất trên thế giới. Chúng mạnh tới nỗi chỉ cần một cú tán vào mặt của bạn thôi cũng đủ để tiễn bạn đi gặp ông bà tổ tiên dưới suối vàng. Thêm vào đó là nó thù rất là dai nên là đừng có để mấy con hổ nó ghim, nó gặp một cái nó tán vỡ mặt. Chân của hổ cứng cáp tới nỗi chúng vẫn có thể đứng sau khi qua đời. Một số tờ săn nói rằng họ bắn hổ và chứng kiến cảnh hổ chảy máu tới chết nhưng mà vẫn đứng thẳng. Thỉnh thoảng loài hổ sẽ nhái tiếng kêu của con mồi để dụ chúng ra và bắt. À và nếu bạn nhìn kỹ thì bạn sẽ thấy có một con hổ đây nha. Loài hổ âm mưu rất là giỏi trong việc nhái tiếng của hươu, gấu đen và những em bé khỉ để dụ chúng ra và ăn. Cuối cùng là loài hổ ngày càng thông minh hơn. Những người sống khu vực có nhiều hổ hay đeo mặt nạ đằng sau. Loài hổ rất là tinh vi, thường thường chúng sẽ tấn công ở đằng sau. Nếu bạn đeo mặt nạ đằng sau, chúng sẽ tưởng là bạn thấy chúng rồi và ngừng không tấn công bạn nữa. Nhưng mà dạo gần đây loài hổ đã biết mình bị lừa, nhào ra tấn công người dân luôn. Đây là hình dáng lạ lùng của những trái cây chúng ta ăn trong quá khứ. Đầu tiên là trái bắp, bây giờ nó nhìn như thế này. Còn đây là tổ tiên của nó hồi xưa, rồi ai ăn ai nhịn. Quả bơ của chúng ta bây giờ nhìn như thế này, mọi người chú ý phần hạt và phần thịt nha. Tổ tiên của nó như thế này đây. Cái hạt bự chà bá, còn thịt thì chút xíu. Đây là cà tím bây giờ, còn đây là cà tím hồi xưa. Bây giờ mình hiểu tại sao trong tiếng Anh quả cà tím là eggplant rồi mọi người. Eggplant dịch sát ra là quả trái trứng, mà nhìn này y chang trái trứng luôn. Đây là trái dâu bây giờ, còn đây là những trái dâu nguyên thủy hồi xưa. Hạt nó bự như cục mụn trên mặt mình vậy. Đây là quả cà chua bây giờ, còn đây là những quả cà chua hồi xưa, nhỏ xíu xíu xíu. Dưa leo bây giờ và dưa leo hồi xưa. Đây là những quả chuối bây giờ chúng ta ăn, còn đây là quả chuối hồi xưa, một đống hạt luôn. Và cuối cùng quả dưa hấu bây giờ, còn đây là những quả dưa hấu được phát hiện đầu tiên. Đây là bí ẩn về chiếc hố không đáy thần kỳ. Một người nông dân ở bang Washington, Mỹ phát hiện một cái hố cực kỳ sâu ở trong nông trại của mình. Cái hố này chỉ cách Nhà Trắng có vài km mà thôi. Ông thử nhìn xuống hố không thấy gì ngoài bóng tối. Sau khi đo thử độ sâu thì ông kết luận rằng cái hố này sâu khoảng 24.000m. Độ sâu dài gấp 3 lần chiều cao của núi Everest, nóc nhà của thế giới. Trong một chia sẻ của ông trên báo đài, ông nói rằng một đêm nọ ông thấy một vài vệt sáng chiếu ra từ miệng hố. Ông thử nghiệm bỏ một con chó ông nuôi như đã qua đời xuống hố và ông ngạc nhiên vì ngày hôm sau con chó đó sống lại. Một điều mờ ám và lạ lùng đấy là sau khi ông chia sẻ những câu chuyện của mình ở trên báo đài thì ông bị chính phủ Mỹ đe dọa phải im lặng. Một số người thử tìm vị trí của cái hố này trên Google thì chỉ thấy một mảng trắng che xung quanh hố. Đồng thời nông trại của ông bị san bằng, bây giờ chỉ là một mảnh đất trống.
Đây là những trường hợp mà một nụ cười bằng 10 thang thuốc độc chứ không phải là 10 thang thuốc bổ. Trường hợp cười tới chết đầu tiên, Chrysippus, một nhà triết học Hy Lạp cổ đại. Chrysippus đi đường thấy một con lừa đang ăn trái cây. Ông quyết định cho nó uống một tí rượu vang để nuốt cho trôi. Trong lúc nhìn con lừa ăn trái cây uống rượu vang thì ông bật cười. Cười tới khi không thở được rồi ngậm củ tỏi luôn. Trường hợp thứ hai là Danum San Um, một ông chú bán kem dạo 52 tuổi ở Bangkok, Thái Lan. Xin lỗi mọi người nếu mình phạm sai tên của ông chú này nha. Vợ ông đang ngủ thì nghe ông bật cười trong giấc ngủ. Ông cười được 2 phút thì tắt thở. Khám nghiệm tử thi kết luận rằng trong lúc cười có thể ông đã lên cơn tim và đột quỵ. Trường hợp cuối cùng, Thomas Cooper, một diễn viên hài người Anh. Ông là một người rất là to con, cao 1m93 và nặng 95kg. Vào ngày 15 tháng 4 năm 1984, khi đang kể chuyện hài trên TV thì bỗng nhiên ông lăn đùng ra và tử vong. Khán giả tưởng ông giả vờ nên còn cười vào mặt ông nữa, nhưng mà cuối cùng họ phát hiện ra là ông thực sự đã ra đi do suy tim. Đây là những công việc kinh dị nhất trong lịch sử loài người. Công việc đầu tiên là thợ xây nhà thời La Mã. Vào đế chế La Mã để xây những tòa nhà hoành tráng lệ, người La Mã dùng những cái cần cẩu như vậy để đưa gạch lên cao. Nhưng mà thời xưa cần cẩu không hoạt động bằng động cơ mà bằng sức người. Người La Mã sẽ cho thợ xây, thường là nô lệ, đứng trong bánh xe của cần cẩu, sau đó chạy như là chuột bạch để kéo những hòn đá lên. Nếu mà xui bánh xe bị đất mà thường xui nhiều hơn do công nghệ hồi xưa không tiên tiến thì nó sẽ kéo cái người chạy xuống luôn. Công việc tiếp theo là thợ bắt chuột. Có một khoảng thời gian dịch bệnh hoành hành ở thủ đô London của nước Anh. Một trong những nguyên nhân làm dịch bệnh phát tán nhanh là những con chuột cống. Thế là nghề bắt chuột ra đời. Những thợ bắt chuột thường không dùng công cụ gì cả mà dùng tay của mình để bắt chuột sau đó bỏ vô lồng. Rất nhiều thợ bắt chuột bị chuột cắn sau đó bị nhiễm dịch bệnh và qua đời. Công việc cuối cùng hơi dơ một tí, nhân viên vệ sinh riêng cho vua. Vào thời vua Henry thứ 8 ở nước Anh, ông thuê một số người giúp ông và hoàng hậu đi vệ sinh. Nhân viên được thuê đi theo vua và hoàng hậu mang theo một cái nhà vệ sinh di động gồm có bồn cầu, giấy lau và một số vật dụng vệ sinh khác. Nếu vua hoặc là hoàng hậu đau bụng chỗ nào là có thể đi vệ sinh ngay chỗ đó. Công việc nghe có tí nhục nhã nhưng là rất được yêu chuộng. Vì họ ở với vua 24/7 nên là rất thân cận với vua cũng như sở hữu những thông tin tuyệt mật của nhà vua. Đây là những giả thuyết có thể làm cho bạn nổ não. Giả thuyết đầu tiên, The Great Filter, bộ lọc vĩ đại. Chúng ta sống trong một vũ trụ với nhiều hành tinh, dải ngân hà và khả năng có những nền văn minh khác cũng đang tồn tại song song với chúng ta. Nhưng điều kỳ lạ là tới giờ con người vẫn chưa tiếp cận với những nền văn minh đó nữa. Giả thuyết bộ lọc vĩ đại cho rằng có một bộ lọc vô hình ngăn chặn những nền văn minh phát triển tới mức có thể đi xâm lược những hành tinh khác. Nếu giả thuyết này đúng thì có hai khả năng dành cho con người. Khả năng thứ nhất là loài người chúng ta rất đặc biệt vì đã vượt ra khỏi bộ lọc, có thể đi tìm những hành tinh khác. Trong tương lai gần, biết đâu được chúng ta sẽ gặp người ngoài hành tinh. Khả năng thứ hai, chúng ta vẫn chưa phát triển đủ để vượt ra khỏi bộ lọc. Đó là lý do chúng ta vẫn chưa tìm thấy được người ngoài hành tinh và sẽ còn một chặng đường rất là dài phía trước nếu mà loài người chúng ta muốn vượt ra khỏi bộ lọc vĩ đại. Giả thuyết tiếp theo, multi dimensions, đa chiều không gian. Có thể bạn đã nghe khái niệm về chiều không gian 2D, 3D thậm chí là 4D. Loài người chúng ta là thực thể 3D sống trong chiều không gian 4D. Nhưng bạn nghĩ sao về sự tồn tại của 10 chiều không gian? Não của con người chúng ta thật sự không thể nào hình dung được những chiều không gian đó vì chúng ta vẫn chưa có trải nghiệm. Có thể có những thực thể ở những chiều không gian khác đang theo dõi chúng ta mà con người không hề hay biết. Đây là những căn bệnh hiếm nhất trên thế giới. Đầu tiên, Stoneman Syndrome, hội chứng người đá. Tên chính thức của căn bệnh này là FOP, Fibro Dysplasia Ossificans Progressiva. Chứng bệnh này biến cơ bắp trong cơ thể bạn thành xương, từ cổ lây lan xuống vai sau đó xuống dưới chân của bạn. Dần dần bạn sẽ biến thành một bức tượng biết đi. Bệnh nhân sẽ cảm thấy khó khăn trong việc cử động, mở miệng ra để nói hoặc là ăn uống. Hiện trên thế giới, 1 trong 20 triệu người bị ảnh hưởng với căn bệnh này. Alice in Wonderland Syndrome, hội chứng Alice ở xứ sở thần tiên. Đây là một hội chứng tâm thần khiến bệnh nhân bị đau nửa đầu, đồng thời cảm nhận về không gian và thời gian bị bóp méo. Họ sẽ thấy đầu và tay của mình to hoặc là dài hơn bình thường. Ngoài ra, kích cỡ của mọi vật xung quanh dường như quá lớn hoặc là quá nhỏ. Người bệnh cũng sẽ thấy thời gian trôi qua cực kỳ nhanh hoặc là cực kỳ chậm. Fields condition, bệnh nhà Fields, có thể được xem là căn bệnh hiếm nhất trên thế giới vì tính tới thời điểm hiện tại chỉ có 2 người bị. Đó chính là chị em nhà Fields, Kirsty và Catherine Fields. Họ bị co giật lên tới 100 lần một ngày, mất khả năng nói, phải dùng thiết bị hỗ trợ nói để giao tiếp. Đồng thời hai chị em này bị liệt nên phải ngồi xe lăn. Tới bây giờ tất cả các bác sĩ trên thế giới vẫn chưa biết được nguyên nhân gây ra căn bệnh quái ác này là gì. Đây là những dấu hiệu được khoa học chứng minh giúp bạn nhận biết khi ai đó thích bạn. Dấu hiệu đầu tiên, sao chép hành động. Khi một người nào đó thích bạn thì họ sẽ sao chép cách nói chuyện cũng như cách cư xử của bạn. Bạn hãy chú ý xem họ có bắt chước những thứ này từ bạn không. Tư thế đứng và ngồi, âm lượng khi nói, ngôn ngữ và biểu cảm khuôn mặt. Dấu hiệu tiếp theo là khoảng cách thân mật. Vùng thân mật cách khuôn mặt của bạn 50cm như màu cam trong bức hình này. Nếu đối phương thích bạn thì họ sẽ tiến vào vùng thân mật của bạn và người của họ sẽ hướng về bãn thay vì hướng ra. Và dấu hiệu cuối cùng, đồng tự giãn nở. Khi bạn thấy hoặc là nghĩ về một người mình thích thì cơ thể của bạn sẽ tiết ra hormone, cái nhập học gọi là hormone tình yêu, đó là oxytocin và dopamine. Hai hormone này sẽ làm cho đồng tử của bạn giãn nở lên tới 45%. Nên lần tiếp theo bạn gặp crush hãy nhìn vào mắt của họ xem đồng tử của họ có giãn nở ra không. Đây là sự thật đáng sợ về loài cá sấu. Nếu bạn thấy một con cá sấu xòe tay ra như trong mình thì bạn xác định là có một ai đó chuẩn bị đi gặp ông bà tổ tiên. Người đó có thể là bạn nếu bạn không chạy ngay đi lập tức. Cá sấu có những xúc cảm đặc biệt nhờ vào những nốt lõi trên da, đặc biệt là trên khuôn mặt và tay. Bộ phận cảm biến này giúp cá sấu nhạy cảm với áp lực và dao động hơn cả xúc cảm trên những đầu ngón tay của con người. Nó đơn giản là một con kiến hoặc là một con bướm trời nóng quá nhảy xuống nước bơi, con cá sấu cũng có thể cảm nhận được. Chúng có thể biết được vị trí chính xác của bạn dù ở trong không gian tối hay là tối.
Ở những nơi nước quá đục không thấy gì, chúng sẽ ở yên một chỗ, bình tĩnh và giơ tay ra. Chờ con mồi cử động dù nhẹ tới cái nào đi nữa, chúng cũng sẽ xác định được chính xác vị trí của con mồi. Và điều đáng sợ là bạn sẽ không bao giờ nhận biết được sự hiện diện của chúng cho tới khi bạn đi gặp ông bà tổ tiên. Một khi mà bạn thấy chúng kế bên như vậy là đã quá trễ rồi. Đó là lý do một năm có khoảng 1.000 người bị cá sấu cho đi về suối vàng. Đây là những sự thật khó tin nhưng hoàn toàn có thật. Nếu dân số của Trung Quốc và Ấn Độ mất đi 1 tỷ người thì họ vẫn là những quốc gia đông dân nhất trên thế giới. Một người đàn ông Úc trúng vé số sau đó được mời lên truyền hình Úc để phỏng vấn. Ông mua một tờ vé số khác để diễn lại cảnh mình trúng vé số và nào ngờ ông trúng luôn tờ vé số đó. Thế là ông trúng vé số độc đắc 2 lần. Chỉ có 6% người bị bệnh dại sống sót. Nghĩa là bệnh dại có tỷ lệ tử vong lên đến 99%. Bạn có thể bị mắc bệnh dại trong vòng 1 năm mà không có triệu chứng và không hề hay biết. Nhưng khi triệu chứng xuất hiện thì bạn hãy chuẩn bị tinh thần đi gặp ông bà tổ tiên vì lúc đó quá trễ rồi. Chuồn chuồn có thể bay tăng tốc bằng với tốc độ của máy bay phản lực chiến đấu hiện đại. Những đám mây tro bồng bềnh bạn thấy trên trời có trọng lượng lên tới 500 tấn. Để dễ hình dung thì nó có trọng lượng bằng với 100 con voi. Vậy sao nó tro bồng bềnh trên trời được ta? Đây là những người khổng lồ nhất thế giới. Đầu tiên là Andre the Giant, người khổng lồ Andre. Ông là một vận động viên đô vật và diễn viên người Pháp có chiều cao 2m24 và nặng 236kg. Đây là bàn tay của ông khi cầm một lon nước. Yao Ming, tên tiếng Việt là Diệu Minh, là một cầu thủ bóng rổ đã nghỉ hưu người Trung Quốc. Lúc ông còn chơi bóng rổ cho NBA, ông được xem là cầu thủ bóng rổ cao nhất thế giới với chiều cao 2m29. Yao Tự Phân, cô là người phụ nữ cao nhất thế giới theo kỷ lục Guinness. Chiều cao của cô là 2m33. Chiều cao bất thường của cô bị gây ra một khối u trong não làm cho hormone tăng trưởng của cô không ngừng sản sinh. Zoltan Kozan, người đàn ông cao nhất thế giới còn sống được ghi nhận bởi kỷ lục Guinness. Anh cao 1m51, cao tới nỗi phải cần chống gậy để đi để không té. Anh bắt đầu cao từ năm 10 tuổi cho tới khi anh 28 tuổi, thì anh quyết định phẫu thuật để ngừng phát triển chiều cao. Và cuối cùng, Robert Wadlow. Đây là người đàn ông cao nhất trong lịch sử loài người. Chiều cao của ông là 2m72. Đây là chiếc giày của ông so sánh với cơ thể của một người thường. Ông mất vào năm 22 tuổi do bị nhiễm trùng ở chân. Và hòm của ông phải cần 12 người khiêng mới nổi. Đây là những sự thật nghe có vẻ khó tin nhưng hoàn toàn có thật. Báo săn loài động vật nhanh nhất thế giới không thể nào gầm gừ như là sư tử hoặc là hổ, mà nó kêu meo meo như mấy con mèo ở nhà của bạn. Con người đặt chân lên mặt trăng trước khi chúng ta có bánh xe cho vali. Chúng ta đặt chân lên mặt trăng đầu tiên vào năm 1967. Còn phát minh của bánh xe dành cho vali được đăng ký vào năm 1972. Có một loài cá mập sống lên tới 400 năm. Các nhà khoa học phát hiện ra một loài cá mập ở Greenland, châu Âu có tuổi thọ trung bình khoảng 250 năm và có con sống lên tới 400 năm. Quả thơm từng mắt tới nỗi mà người ta chỉ dám thuê về trang trí sau đó trả lại chứ không dám mua. Vào những năm 1700 ở bên Mỹ, họ không có thơm, rất là hiếm nên họ phải nhập từ những hòn đảo ở Caribe. Lúc đó thơm cực kỳ đắt tiền, mỗi quả có giá trị 8.000 đô tương đương với bây giờ. Hươu cao cổ có thể ăn xương, thường hươu cao cổ sẽ ăn thực vật. Nhưng mà nếu nó thiếu chất dinh dưỡng quá thì nó sẽ gặm xương để lấy chất dinh dưỡng. Một số quân đội trên thế giới huấn luyện cá heo để làm lính. Họ huấn luyện cá heo để làm những nhiệm vụ nguy hiểm dưới nước như là tìm mìn chẳng hạn. Cá mập có trước cây cối, những loài cây đầu tiên xuất hiện vào 350 triệu năm trước. Những loài cá mập đầu tiên xuất hiện hơn 400 triệu năm trước. Đây là người phụ nữ ngồi trong nhà vệ sinh suốt 2 năm và một ngày nọ ở thị trấn Ness City Bank, Kansas, Mỹ. Một người đàn ông tên Corey McFerrin gọi điện thoại cho cảnh sát để giải cứu bạn gái của mình. Khi cảnh sát tới nhà thì họ bất ngờ trước cảnh mình chứng kiến. Người phụ nữ trong hình, Pam Bobcock, bạn gái của Corey, ngồi trên bồn cầu của nhà bạn trai mình trong vòng 2 năm. Trường hợp tệ tới mức mà da của cô bắt đầu mọc xung quanh bồn cầu phải phẫu thuật để gỡ ra. Cảnh sát phải gỡ nguyên cái nắp của bồn cầu ra vì nó dính vào người của cô, sau đó chở đi cấp cứu để người ta phẫu thuật gỡ ra. Người bạn trai nói rằng bạn gái của mình có một hội chứng sợ hãi do hồi nhỏ bị ba của mình đánh nhiều quá. Lúc còn nhỏ sau khi mẹ của cô mất thì cô bị ba của mình bắt ở trong nhà không cho đi đâu. Cô cũng bị ba của mình đánh nhiều hơn mà mỗi lần bị đánh thì cô sẽ chạy vô nhà vệ sinh để núp. Sau này lớn lên cô vẫn bị ám ảnh và một ngày nọ cô quyết định vô nhà vệ sinh ngồi và không ra nữa. Bạn trai của cô mỗi ngày mang quần áo cũng như thức ăn vào nhà vệ sinh cho cô tắm rửa, ăn uống, sinh hoạt bình thường. Cho tới 2 năm sau cô bắt đầu cảm giác chóng mặt và mệt mỏi, thế là bạn trai quyết định gọi cầu cứu. Chân của người bạn gái bây giờ tổn thương rất là nặng nề do phẫu thuật gỡ cái bồn cầu ra nên là cô phải ngồi xe lăn. Đây là những hội chứng rối loạn giấc ngủ đáng sợ nhất thế giới. Clean Living Syndrome, hội chứng công chúa ngủ trong rừng. Thay vì mất ngủ thì bạn sẽ ngủ tới 23 tiếng một ngày, kéo dài từ 2 tới 3 tuần một lần. Chứng rối loạn này thường ảnh hưởng nam giới khoảng 15 tuổi. Bệnh nhân sẽ ngủ nguyên một ngày, không thể nào đánh thức dậy và kéo dài nhiều tuần. Khi tỉnh dậy thì họ sẽ có những hành vi bất thường như là ăn cực kỳ nhiều, hoang mang, ảo giác. Sleep paralysis, bóng đè. Khi ngủ, cơ thể chúng ta chuyển giữa hai giai đoạn. Rapid eye movement, viết tắt là REM sleep, giấc ngủ mắt chuyển động nhanh. Và non-rapid eye movement, viết tắt là NREM sleep, giấc ngủ mắt chuyển động bình thường. Khi ở trong trạng thái REM, chúng ta sẽ thường mơ. Để giữ cơ thể của chúng ta không di chuyển khi mơ, thì cơ thể của bạn sẽ rơi vào trạng thái tê liệt. Các bạn tỉnh dậy vào lúc này thì bạn sẽ nhận thức được mọi thứ nhưng mà không di chuyển được. Nhiều người cho biết khi bị như vậy họ cảm giác như là có một cái bóng đè lên ngực của họ, làm họ khó thở và sợ hãi. Fatal familial insomnia, mất ngủ gây tử vong của tính gia đình. Đây là hội chứng tử thần vì một khi bạn bị thì chỉ có xác định đi gặp ông bà tổ tiên mà thôi. Cơ thể của bạn sẽ mất khả năng ngủ, thường kéo dài từ 6 tháng cho tới 3 năm. Sau đó bạn rơi vào hôn mê và qua đời. Đây là những sự thật lạ lùng về cơ thể của người có thể bạn chưa biết. Mỗi ngày cơ thể bạn sản sinh và nuốt 1 tới 2 lít nước bọt. Hệ miễn dịch của bạn không biết sự tồn tại của mắt bạn. Nếu nó biết thì nó sẽ tấn công mắt của bạn khiến bạn bị mù.
Một điều đáng sợ khác nữa về hệ miễn dịch là trên thế giới vi khuẩn giết người nhanh nhất là Ebola, cần 4 ngày để tiễn bạn đi. Nhưng hệ miễn dịch của bạn có thể tiễn bạn đi gặp ông bà tổ tiên trong vòng 15 phút. Bạn có thể chết vì trái tim tan vỡ. Có một hội chứng gọi là Broken Heart Syndrome, hội chứng trái tim tan vỡ, gây ra khi bạn gặp một vài trường hợp làm mình đau lòng. Trường hợp gần nhất là một người đàn ông Mỹ sau khi nghe tin vợ của mình qua đời trong một vụ xả súng. Ông bị hội chứng này lên cơn tim và qua đời luôn. Da trên cơ thể của bạn sẽ hoàn toàn được thay sau mỗi tháng, nghĩa là bạn sẽ thay khoảng 1.000 bộ da trong cuộc đời của bạn. Đây là những sự thật nghe khó tin nhưng hoàn toàn có thật. Bạn hãy thử vừa thở vừa nuốt nước bọt cùng một lúc xem, mình chắc chắn bạn không làm được. Trái dừa giết nhiều người hơn cả cá mập. Mỗi năm có khoảng 10 người bị cá mập tấn công thiệt mạng, nhưng tới khoảng 150 người bị dừa rơi dính vào đầu dẫn tới tử vong. Trước thế kỷ 17, quả cà rốt có màu tím. Sau đó các nhà khoa học biến đổi gen để chúng ta có những quả cà rốt như bây giờ. Unicorn, kỳ lân là biểu tượng chính thức của nước Scotland. Nước Phần Lan ở châu Âu và Triều Tiên châu Á chỉ cách nhau một nước, đó chính là Nga. Con người và quả chuối là họ hàng của nhau, vì cấu trúc ADN của người giống với chuối hơn 50%. Và cuối cùng hơi thúi một tí, rùa biển có thể thở bằng mông của mình. Đây chính là nỗi ám ảnh của cá sấu. Suốt hàng triệu năm, cá sấu Cayman ở châu Mỹ được xem là loài động vật săn mồi đỉnh cao, cho tới khi nó gặp báo đốm châu Mỹ. Báo đốm khi đói bụng hay tìm tới cá sấu Cayman để giải quyết cơn đói của mình. Chúng săn cá sấu bằng cách trực tiếp bơi xuống nước, kéo cá sấu lên bờ bằng răng của mình. Những loài báo khác thường sẽ cắn cổ con mồi để cho nó chết dần chết mòn, nhưng báo đốm thường sẽ nhào vào cắn thẳng vào đầu con cá sấu cho nó ra đi ngay lập tức luôn. Đối với những con thú săn mồi họ mèo cùng kích cỡ thì báo đốm là con có nhát cắn mạnh nhất. Thường chúng mà cắn vào đầu cá sấu là xuyên qua sọ vô thẳng trong não luôn. Nó cắn mạnh tới nỗi mà cả mai rùa cũng chả xi nhê gì cả. Loài báo đốm có thể cao tới 1m7, nặng 100kg và chạy 80 km/h một giờ. Nên nếu mà bạn bị nó dí thì xác định đứng yên một chỗ luôn cho rồi, chạy chi cho mệt. Đây là những kiến thức lịch sử lạ lùng có thể bạn không được dạy trong trường lớp. Vào năm 1952, thành phố London ô nhiễm tới nỗi có một đám sương khói bao trùm cả thành phố. Người dân ra đường không thấy được gì cả vì đám khói rất là dày. Thế là một số người mù ở London tình nguyện giúp dẫn người dân về nhà vì họ có thể đi lại mà không cần nhìn thấy. Ở một khoa tại trường đại học Cambridge, chó bị cấm trên sân trường, mà trưởng khoa lại có một con chó tên là Yo-Yo. Để giữ Yo-Yo lại trường thì ông trưởng khoa quyết định lách luật, gọi nó là một con mèo lớn thay vì là một con chó. Đây là bức hình của hãng hàng không nhận đặt vé máy bay trước khi máy tính ra đời. Mọi thông tin về các chuyến bay, hành khách và vé được ghi lên một cái bảng thật là bự. Đây là John Joseph Merlin, người phát minh ra giày trượt patin. Lúc mà ông ra mắt chiếc giày trượt patin của mình trước công chúng thì ông không có chịu tập trước ở nhà. Đang trượt thì ông té đập mặt vô cái gương. Đây là 5 dấu hiệu cho thấy bạn thông minh hơn người thường. Đầu tiên, bạn là đứa con lớn nhất trong gia đình. Các bài nghiên cứu tâm lý học cho thấy thường những đứa con đầu tiên trong gia đình sẽ được ba mẹ đầu tư dành thời gian cho nhiều hơn nên thường sẽ thông minh hơn. Tiếp theo là bạn học chơi nhạc cụ. Các nhà khoa học cho biết thường trẻ em nếu chơi nhạc cụ từ nhỏ lớn lên sẽ thông minh hơn về mặt giao tiếp. Bạn không hút thuốc. Thường những người không hút thuốc sẽ có chỉ số IQ cao hơn những người hút thuốc. Bạn thuận tay trái. Các nhà nghiên cứu cho biết những người thuận tay trái có một lối tư duy gọi là divergent thinking, tư duy phân kỳ. Nếu bạn là một người thuận tay trái sống trong một thế giới mà đa số thuận tay phải thì thường thường bạn sẽ bắt buộc phải sáng tạo hơn trong cách xử lý vấn đề của mình. Và cuối cùng, bạn hiểu được khái niệm correlation does not imply causation, tạm dịch là tương quan không đi kèm với nhân quả. Nghĩa là hai sự việc xảy ra đồng thời với nhau không có nghĩa là cái này là kết quả của cái kia. Ví dụ mùa hè nhiều người ăn kem, mùa hè cũng nhiều người đau bụng không có nghĩa là ăn kem mùa hè là bạn bị đau bụng. Đây là những sự thật lạ lùng về hoàng gia Anh có thể bạn chưa biết. Nữ hoàng Anh luôn mang theo ấm pha nước sôi bên mình khi bà đi công tác để đảm bảo bà có thể uống trà mọi lúc mọi nơi, trong xe hơi, trên tàu lửa, máy bay hay là lúc đang viếng thăm một nước nào đó khác. Tất cả em bé hoàng gia đều phải mặc quần ngắn, đó là dấu hiệu của sự sang trọng, không mặc quần ngắn sẽ bị chê là quê mùa. Khi đi bất cứ đâu, tất cả các thành viên trong hoàng gia đều phải mang ít nhất một bộ đồ đen. Phòng trường hợp có người trong hoàng gia qua đời, họ sẽ mặc để tưởng niệm. Nữ hoàng Anh sở hữu tất cả cá voi và cá heo ở nước Anh do một bộ luật được đặt ra vào năm 1324 bởi vua Edward đệ nhị. Các thành viên trong hoàng gia Anh không được ăn hải sản, đặc biệt là khi đi viếng thăm nơi khác với tư cách là hoàng gia, để tránh bị ngộ độc thức ăn. Cái này hơi ghê một tí, nữ hoàng Anh đi đâu cũng mang theo vài bịch máu để phòng trường hợp khẩn cấp cần truyền máu là có ngay. Nữ hoàng Anh không cần dùng hộ chiếu khi xuất cảnh vì tất cả các hộ chiếu ở nước Anh được xuất hành dưới tên của bà. Nói chung là bản thân bà là cái hộ chiếu luôn nên không cần hộ chiếu chi cho nó mệt. Và theo luật thì nữ hoàng Anh cũng không cần bằng lái xe.